Nàng coi đi, nàng coi đi. Cái gì mà tuyên bố 12 chuyện chứ? Toàn là đang lôi kéo nhân tâm, muốn nắm quyền mà thôi à. Điện hạ, khuyên lao bạc phú, khuyên khóa nông tan, triều đại nào mà không nói những lời như vậy? Nhưng thật sự có làm được hay là không? Không có. Điện hạ, người đừng có manh động, từ từ nói mà. Trường An là trung tâm của quốc gia, trung tâm của thương nghiệp. Bá tánh ở xung quanh Trường An so với bá tánh ở những nơi xa hơn đã quá đầy đủ sung túc rồi. Đặc biệt miễn trừ lao dịch cho bọn họ, chẳng lẽ để những địa phương nghèo khổ chiêu mộ à? Quan chức bát phẩm trở lên, người người thăng chức, không phân biệt thanh quan hay là tham quan, là chăm chỉ dư sự hay là biến nhát dư sự, tất cả đều thăng cấp hết. À, cứ cho là đúng đi ha, vậy cũng phải do phụ hoàng ra mặt. Mẫu hậu hoàn toàn không lo tới thể diện và quan quy của phụ hoàng mà. Điện hạ, người sao vậy? Lại tức giận với nương nương rồi hay sao? Bảy bây giờ không còn là hoàng hậu nữa rồi, mà là thiên hậu, đã chạy lên trời mất rồi. Thiên hậu không phải là tốt hơn nhiều hay sao? Người nghĩ đi, những chuyện về sau này hay là cứ để cho hai người làm chủ đi. Nàng không hiểu đâu, bây giờ xã tắc đại đường này không còn do phụ hoàng làm chủ nữa, mà là do mẫu hậu làm chủ. Thần dân đại đường e rằng sau này sẽ chỉ biết tới thiên hậu mà không hề biết tới thiên hoàng. Gà mái gáy sáng, còn ra thể thống gì nữa. Nè, có lẽ mẫu hậu tài giỏi hơn phụ hoàng thôi. Điện hạ, đây là chuyện của hai người họ mà, xin người đừng có nhúng tay vào. Ta chỉ thấy lo mà thôi. Ta lo là sau này giang sơn của Lý gia chúng ta sẽ biến thành giang sơn của mẫu hậu mất. Hoàng thái tử đáng thương, phụ hoàng đúng là đáng thương mà. Điện hạ, sao chàng lại ho nhiều như vậy chứ? Thiếp rất lo lắng cho chàng. Ta không sao, nàng không cần phải quá lo lắng. Ta nói cho nàng biết, thật ra trong lòng của phụ hoàng vẫn hiểu rất rõ. Người hạ chỉ tuyên bố 12 điều của mẫu hậu là phải thi hành sơ lược, chính là muốn coi lại tình hình. Ta nghĩ trong lòng các đại thần chắc chắn cũng đã hiểu rõ. Vậy thì người còn gì phải lo nữa chứ? Nếu như chuyện này đã không thể thực thi được, phụ hoàng nhất định hạ chỉ đình chỉ thôi. Ta chỉ là nhìn không quen cái tên tiểu nhân Hứa Kính Tông đó. Hắn làm gì cũng nịnh bợ mẫu hậu, lần này cũng chính là hắn đã đề xuất việc thiên hoàng thiên hậu. Bãi phân ngựa, thứ đồ giả dối. Tiếng tăm của Hứa đại nhân cũng không hay cho lắm, thiếp cũng đã nghe qua một chút rồi. Chưa hết, ta còn nghi ngờ. Lúc chúng ta ở Trường An phá kho lương, tin đó đã lập tức truyền tới Lạc Dương ngay. Chắc chắn cũng do một tay người này làm ra hết. Điện hạ, người lại muốn làm gì nữa đây? Ta muốn đi bẩm báo cho phụ hoàng biết, nếu như tên tiểu nhân họ Hứa này không diệt trừ sớm, thì triều đình chúng ta sẽ không có ngày yên ổn. Tuyên bố 12 chỉ của mẫu hậu, phụ hoàng hạ chỉ sơ hành thi lược, quan nhi cảm thấy có gì đó bí ẩn. Con nói coi, bí ẩn ở đâu hả? Phụ hoàng đối với thân chính của mẫu hậu thật ra không hoàn toàn tán thành, nhưng mà cũng không tiện phản đối. Ý của thi hành sơ lược là cứ thi hành trước rồi coi sao, nếu như không thỏa hạ chiếu đình chỉ bất cứ lúc nào. Hoàng nhi có cách nghĩ riêng của mình, trẫm thấy rất vui. Phụ hoàng, giang sơn nhị thánh, thiên hoàng, thiên hậu cùng đứng cùng ngồi. Hoàng nhi lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, giang sơn của Lý đường chúng ta hoàng sẽ... Hoàng nhi, con đừng gấp, chỉ cần phụ hoàng có con, giang sơn sẽ không đổi họ được đâu. Phụ hoàng khẳng định như vậy à? Mẫu hậu con cai trị triều chính, đúng thật là một người rất giỏi. Thực ra thánh minh quân chủ các đời cũng chưa chắc hơn được mẫu hậu con, cho nên trẫm vô cùng nể phục bà ấy. Thêm nữa sức khỏe phụ hoàng không tốt, để mẫu hậu con lo mấy chuyện triều chính cũng không hẳn không được. Hoàng nhi đã hiểu rồi, thì ra phụ hoàng đã sớm có chủ trương. Hoàng nhi, có phải con cho rằng phụ hoàng thật sự hồ đồ rồi không hả? Hoàng nhi không dám. Hoàng nhi chỉ lo là trong triều đều là thế lực của hoàng hậu. Tuy là tên Lý đại nhân đã chết rồi, nhưng tên tiểu nhân họ Hứa vẫn còn, chẳng khác nào một tay che trời cả. Tình Hứa Kính Tông này,
cảm thấy càng ngày càng không vừa mắt. Tên này đúng là người nham hiểm, làm nhiều chuyện ác. Trên dưới triều đình, đối với hắn ai cũng đều ghét cay ghét đắng. Thôi vậy đi, Hoàng Nhi, cậu đi tìm một số đại thần, đem những chuyện Hứa Kính Tông đã làm thu thập hết mọi thứ, bẩm báo cho trẫm. Phụ hoàng thánh minh. Hoàng Nhi, đối với con, trẫm kỳ vọng rất lớn. Sau này phải tham gia thật nhiều quốc sự, đợi phe cánh của con đầy đủ, trẫm sẽ tự có cách sắp xếp. Mấy ngày nay trẫm nhận được bản tấu sớ, đều là nói về giám quan Hứa Kính Tông. Hứa Ái Khanh. Bẩm có thần. Có người bẩm báo Khanh ở nhà không việc xấu nào không làm. Trưởng tử bị người đuổi ra khỏi nhà, con gái bị gả cho một người mang di có xuất thân tướng quân. Khanh nói có chuyện này hay không? Thiên hoàng, đây là chuyện nhà của thần mà. Chuyện nhà sao? Hứa Ái Khanh, Khanh thân là tể tướng đương triều, vốn nên làm một tấm gương tốt cho các đại thần chứ. Nhưng mà Khanh coi, Khanh làm những chuyện xấu xa gì? Yêu tiền như mạng, một tên mang di xuất thân tướng quân ra tiền nhiều nhất, Khanh liền đem con gái gả cho hắn, quả thật hoang đường mà. Thiên hoàng bất giận, thần biết tội rồi. Còn nữa, trẫm và thiên hậu định cho ngươi tu soạn sử sách, nhưng mà ngươi coi, ngươi đã sửa được sử sách gì hả? Hả? Tùy ý bịa đặt, bừa bãi vô căn cứ, đúng là hoang đường. Thiên hoàng, thần đối với thiên hoàng thiên hậu một lòng trung thành, mong thiên hoàng thiên hậu nể tình thần. Nể tình Khanh nhiều năm cực khổ, trẫm có thể không trị tội Khanh. Hứa Ái Khanh, Khanh tuổi ta cũng lớn, cũng sắp bước qua tuổi thất tuần, cũng nên tới lúc hồi hương hưởng thụ tuổi già. Thiên hoàng, thiên hoàng, thần đối với thiên hoàng một lòng trung thành, đối với xã tắc đại đường hiếu trung, vì thiên hoàng thiên hậu hiếu lực, đó là bổn phận của thần mà. Mong thiên hoàng thiên hậu nể tình thần. Đừng nói nữa, ý trẫm đã quyết rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tạ thiên hoàng long ân. Tại sao thiên hoàng đột nhiên hạ thuộc với Hứa đại nhân? Chiêu này của người chắc chắn là có chuẩn bị trước rồi. Nương nương, thiên hoàng chính là nhằm vào nương nương. Thiên hoàng chính là người thích như vậy, cho mình một thứ gì đó, đồng thời lấy lại đi một thứ. Ý nương nương nói thiên hoàng đã phong cho nương nương chức vị thiên hậu rồi, có ý đuổi Hứa đại nhân đi. Thiên hoàng có chút tính toán quá. Có lẽ người lo lắng triều chính sẽ rơi hết vào tay của ta. Nhưng Hứa đại nhân nếu ra đi như vậy thì trong triều sẽ không còn ai đắc lực với nương nương. Hứa đại nhân đúng là tự làm tự chịu, quá lộ liễu mà. Triều dân trên dưới ai ai cũng trông mong ông ta sụp đổ. Vì vậy nương nương đã không nói giùm cho ông ấy. Ta nghi ngờ chuyện này không phải là cách nghĩ của một mình thiên hoàng. Thái tử điện hạ e là cũng có ý như vậy. Nương nương. Khởi bẩm nương nương, Hứa Kính Tông Hứa đại nhân cầu kiến. Hứa đại nhân tới rồi à? Dạ phải, nương nương. Ông ta tới làm gì? Hứa đại nhân nói ông ta muốn gặp mặt nương nương, nếu như không được gặp mà ông ấy sẽ... Không gặp. Bẩm nương nương, Hứa đại nhân dẫu sao cũng đã lớn tuổi vậy rồi, sau này cho dù có muốn gặp mặt e là cũng không gặp được nữa. Lý đại nhân chết rồi, Hứa đại nhân cũng ra đi, cánh tay trái, cánh tay phải của ta đều không còn. Vậy nương nương khuyên Hứa đại nhân vài câu đi, dù gì Hứa đại nhân cũng vì nương nương làm không ít chuyện rồi. Đúng vậy, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Nhưng mà tình cảm các thứ này có lúc thực sự không thể có. Bây giờ Hứa đại nhân ở trong triều là mục tiêu công kích, ai ai cũng mong sao trừ càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, tuy muốn 12 điều của ta đang trong lúc thi hành, ta quyết không thể gây thêm rắc rối. Dạ phải,
Nương nương lấy gì thúc đẩy Tân Chính làm trọng, lấy triều đình và thiên hạ làm trọng. Cho nên ta nhất định phải trả cái giá của nó. Phải thiệt thòi Hứa đại nhân rồi. Thật ra bây giờ người thiệt thòi nhất chính là nương nương đó. Ta bằng lòng. Thần dân của đại đường sau này sẽ biết được Võ Mị nương ta rốt cuộc là người như thế nào. Bây giờ thiên hạ bá tánh đều biết hết rồi. Đại đường có được hưng thịnh như ngày hôm nay đều là nhờ công lao của nương nương. Đức quan, ngươi thay ta đi tiễn Hứa đại nhân đi, giải thích với ông ấy nỗi khổ tâm của ta, để ông ấy tự mình thu xếp. Dạ, nô tài xin đi ngay. Hứa đại nhân. Công công. Hứa đại nhân, xin lỗi ông, nương nương không thể gặp ông. Không gặp à? Hứa đại nhân, nương nương cũng có khổ tâm, cũng xin Hứa đại nhân hiểu cho. Thần không thể nào ngờ, đến cuối cùng thì thần lại rơi vào tình cảnh như vậy. Trời ơi, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được chứ? Xin Hứa đại nhân về cho. Nương nương kêu tôi chuyển lời cho Hứa đại nhân tự mình thu xếp. Tự mình thu xếp. Tự mình thu xếp. Nương nương, thần đi đây, thần không thể vì nương nương dốc sức nữa. Nương nương, người phải ráng bảo trọng, bảo trọng. Nương nương. Trong triều đình, thiên hoàng thiên hậu bình đẳng với nhau, thiên hạ của đại đường bình yên hưng thịnh. Nhưng có ai biết được ngay lúc này ta cô đơn như thế nào. Lý đại nhân chết rồi, Hứa đại nhân phải ra đi, sau này không có ai giúp ta xông vào biển lửa nữa. Hơn nữa, đối thủ của ta từ lâu đã không phải là Dương hoàng hậu, Tiêu Thục Phi, và cũng không còn phải là bọn Chữ đại nhân, Trưởng Tôn đại nhân. Đối thủ của ta là người thân nhất của ta, là phu quân và con trai. Phụ hoàng cao minh, Hứa Kính Tông cuối cùng cũng ngoan ngoãn cút về nhà rồi. Mẫu hậu không nói đỡ cho hắn câu nào. Mẫu hậu con là người ngang bướng cố chấp, cuối cùng mẫu hậu con cũng chịu nghe lời trẫm. Hy vọng là như vậy. Nhưng mà vẫn còn một chuyện trẫm muốn nhờ hoàng nhi con làm giúp. Là chuyện gì? Mời phụ hoàng nói. Chính là hai tỷ tỷ của con, công chúa Nghi Dương và công chúa Tuyên Thành. Họ làm sao vậy? Cả hai đứa bọn chúng cứ ở mãi trong lãnh cung, đều sắp 30 rồi. Trẫm từng đi thăm bọn chúng, nhìn thấy trẫm đau lòng lắm. Dạ phải, hai vị hoàng tỷ đều là con gái của phụ hoàng, họ là công chúa, đáng lẽ từ lâu phụ hoàng phải nghĩ cho họ. Mẫu hậu con hận thấu xương Tiêu Thục Phi. Năm đó từng hạ chỉ nhốt hai đứa chúng nó vào lãnh cung, không được ra ngoài. Phụ hoàng à, thánh chỉ đó hình như là do người ban xuống mà. Trẫm bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. Năm đó
Tiêu Thục Phi muốn hại chết con và mẫu hậu con. Trẫm vì quá tức giận cho nên... Bây giờ nghĩ lại, đúng là làm khổ hai công chúa của trẫm. Hai đứa nó vô tội mà. Đúng vậy. Hai vị hoàng tỷ thì có tội tình gì? Đúng là tội nghiệp mà. Chính vì oan nghiệp năm xưa Tiêu Thục Phi gây ra, cho nên nếu như trẫm nói với mẫu hậu con, sợ mẫu hậu con sẽ nghĩ lung tung. Nói không chừng hai hoàng tỷ đó của con sẽ gặp đại họa đó. Thì ra là phụ hoàng sợ chuyện này à? Cho nên trẫm nghĩ tới nghĩ lui, nên để hoàng nhi con đi thăm hai tỷ tỷ con trước, sau đó tới xin mẫu hậu con tìm cho hai tỷ tỷ con nam nhân tốt nào đó sớm ngày gả hai người đó đi. Phụ hoàng yên tâm đi, chuyện này cứ để cho hoàng nhi tự mình giải quyết. Tốt lắm, tốt lắm. Người là thái tử điện hạ sao? Ta tới thăm hai vị công chúa. Mời thái tử điện hạ. Nghĩ Dương tỷ tỷ, để có thể đàn cái đàn này được không? Người là thái tử điện hạ, người muốn đàn thì cứ đàn, đâu cần hỏi tôi. Nấu đậu để làm canh, ngạn vỏ còn lại nước, thân đậu đốt dưới nồi, hạt đậu trong nồi khóc, vốn sinh cùng một cội sao nở, đêm nấu nhau. Hai vị hoàng tỷ, hoàng đệ có lỗi với hai tỷ rất nhiều. Hoàng đệ biết hai tỷ bị nhốt ở trong lãnh cung, nhưng mà lại không hề tới thăm hai tỷ. Cũng là tại hoàng đệ không tốt, cúi xin hai vị hoàng tỷ tha tội. Điện hạ, đừng làm vậy. Điện hạ, đây không phải là lỗi của người, là số phận của tỷ muội chúng tôi và số phận của thái tử điện hạ khác nhau rất xa mà. Hoàng đệ quá hổ thẹn, cùng là con cháu của Lý Đường gia, cùng ở trong một triều đường, mà hai người ở trong lãnh cung. Tội lỗi này không sao tả hết được, xin hai vị hoàng tỷ tha tội cho. Điện hạ, hai vị hoàng tỷ hãy yên tâm đi, đệ sẽ tìm cách thả hai người ra ngoài mà, gả hai tỷ cho nam nhân tốt, để cuối đời còn có chỗ mà nương tựa. Đa tạ điện hạ. Điện hạ, sao điện hạ lại ho nhiều như vậy chứ? Ta không thể làm con trai tốt của phụ hoàng hay sao hả? Ta không thể làm cháu trai tốt của hoàng gia hay sao hả? Điện hạ đang nói gì vậy? Điện hạ, tất cả cũng chỉ vì mẫu hậu chỉ đại, tài giỏi đó của ta mà thôi. Bà ta đúng là quá đáng mà. Điện hạ, điện hạ đừng giận nữa. Điện hạ uống thuốc đi, mấy ngày nay chàng quá mệt mỏi rồi đó. Không phải là cơ thể mệt, mà là tim của ta mệt.
Điện hạ, sao điện hạ có thể tức giận với thiên hậu nương nương như vậy? Bảy là mẫu thân ruột của điện hạ mà. Hoàng gia không tình thân. Điện hạ, đối đầu với thiên hậu nương nương, người thiệt thòi là điện hạ thôi. Điện hạ phải biết, người có thể lập chàng thì cũng có thể phế chàng. Phế đi. Nếu như hoàng gia gia ở Thiệu Lăng nhìn thấy bây giờ ta mệt mỏi như vậy, chắc chắn người cũng sẽ rất thất vọng. Hoàng gia gia sinh nhiều con trai như vậy, con trai sinh ra nhiều cháu trai như vậy, nhưng mà lại không có ai giống người. Người sẽ nói là... Sẽ nói gì chứ? Sẽ nói trẫm thà rằng không cần thiên hạ đại đường này, chỉ cần một hảo nam nhi giống người, hùng biện quý võ, hô mưa gọi gió, có thể cai trị giang sơn xã tắc. À phải rồi, ta sẽ trở thành một nam nhân giống y như vậy. Điện hạ, thiếp cầu xin chàng mà, xin chàng đừng đối đầu với mẫu thân của chàng nữa. Chuyện của ta không cần nàng quản. Điện hạ, chàng muốn dâng tấu chuyện gì? Ta dâng tấu quỷ bỏ mệnh lệnh giam lỏng hai công chúa Nghĩa Dương, gả cho phò mã Đô Quý ra khỏi hoàng cung. Nương nương, xảy ra chuyện gì vậy? Người biết thái tử điện hạ tấu xin chuyện gì hay không? Bẩm không biết. Thái tử tấu xin quỷ bỏ lệnh giam lỏng hai công chúa và còn muốn gả cho phò mã ra khỏi hoàng cung. Thái tử người... Thái tử trưởng thành thật rồi, muốn làm chủ cho mẫu hậu của mình kia mà. Nương nương, người bớt giận, thái tử điện hạ là có ý tốt thôi. Người đang nói cái gì vậy? Tình hình năm xưa không lẽ người không biết sao? Đứa con trai bất hiếu đó, nó hiểu cái gì chứ? Bây giờ nó ở đâu rồi? Thái tử điện hạ đang chờ ở ngoài chính trụ điện đó. Đang đợi ở ngoài chính trụ điện sao? Dạ. Thái tử muốn ép ta lập tức phê chuẩn hả? Bất cung, bất cung. Thiên hoàng đâu? Dạ thiên hoàng đang ở ngự hoa viên. Thiên hoàng nhàn nhã quá. Không phải cá, sao biết là cá đang vui chứ? Không phải ta, sao biết ta không biết cá đang vui chứ? Thiên hoàng, thiên hoàng, thiên hoàng. Thiên hậu nương nương mời thiên hoàng đến chính trụ điện bàn chuyện. Trẫm không đi đâu, để thiên hậu và thái tử bàn chuyện đi. Nhưng mà chuyện thiên hậu nương nương muốn bàn lần này là về bản tấu chương của thái tử điện hạ. Tấu chương? Tấu chương gì chứ? Thái tử điện hạ cầu xin quỷ bỏ lệnh giam lỏng của hai công chúa Nghĩa Dương và Tuyên Thành, gả cho phò mã Đô Quý và rời khỏi hoàng cung. Thái tử suy nghĩ rất chu đáo, còn chu đáo hơn trẫm nữa. Vậy sao? Không phải ta, không phải cá, không thể biết cá đang vui. Đây chính là tấu chương do phụ hoàng kêu con dâng lên sao? Là do một mình hoàng nhi dâng lên. Chuyện này không hề liên quan gì tới phụ hoàng. Con đi thăm bọn họ rồi? Dạ thăm rồi. Trước đây con có đi thăm không? Không có. Vậy tại sao lựa đúng lúc này mới nghĩ tới chuyện đó chứ? Hoàng nhi ngồi không một mình cảm thấy khó chịu, muốn đi dạo một vòng. Đi tới cổng của lãnh cung thì... Xem ra hai cha con các người phối hợp với nhau rất là ăn ý. Hoàng nhi không biết mẫu hậu nói như vậy là có ý gì. Hoàng nhi thật sự tản bộ ở viện định cung, tình cờ nghe được tiếng đàn, gõ cửa vào trong coi thử thì mới nhìn thấy hai vị công chúa. Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, bọn họ đều rất vui mừng chứ. Hai vị hoàng tỷ đều sắp 30 tuổi, đầu tóc đã bắt đầu điểm bạc, da đã bắt đầu nhăn, nhan sắc đã tàn phai. Không có nữ nhân nào mà không già hết. Mẫu hậu con cũng đã già rồi đi. Xin mẫu hậu từ bi hỷ xả, đừng toan tính nữa mà. Mẹ là mẹ, con là con. Hơn nữa, mẫu thân của họ cũng đã chết rồi. Phụ hoàng dù sao cũng là phụ hoàng của họ, mẫu hậu cũng là mẫu hậu của họ mà. Đủ rồi. Thái tử điện hạ, con nói như vậy cũng rất có lý. Nhưng mà
Điều mẫu hậu muốn nhắc nhở con, nếu như hoàng nương của bọn họ được làm hoàng hậu, e là con trai của phụ hoàng cũng không có ân huệ nhốt trong lãnh cung đó. Còn ba đệ đệ của con nữa, các con đã bị hại chết từ lâu rồi. Và con làm sao có thể làm thái tử điện hạ uy phong lẫm liệt chứ? Mẫu hậu à, người là mẫu hậu từ bi nhất mà. Ta không từ bi, ta tàn nhẫn. Mẫu hậu, ta đâu phải là mẫu hậu, ta là một con gà mái. Lúc chim ưng bay lượn ở trên không trung quan sát để tìm kiếm thức ăn, ta chỉ biết mở rộng đôi cánh của ta bảo vệ gà con của ta. Ta là một nữ dân, một người mẹ, con có hiểu hay không? Hoàng Nhi biết mẫu hậu rất thương Hoàng Nhi, nhưng mà Hoàng Nhi vẫn phải nói câu này. Hai vị công chúa cũng là con của mẫu hậu, xin mẫu hậu hãy thương yêu họ. Hơi, Hoàng Nhi, con đừng nói nữa. Con nhìn con đi, con làm cho mẫu hậu con đau lòng rồi. Mau đứng lên, đứng lên đi ha. Thiên hoàng tới rồi. Vậy ý kiến của thiên hoàng như thế nào? Mỹ nương, đây là chuyện thiên hậu làm chủ, trẫm sẽ nghe lời của mỹ nương. Được, bây giờ hai người muốn thần thiếp làm chủ, vậy thần thiếp sẽ làm chủ. Mỹ nương, lại cười cái gì vậy? Chỉ là gả chồng cho công chúa thôi, vậy thì gả đi. Hôm nay gả luôn đi. Hả? Hoàng Nhi, còn không mau đa tạ mẫu hậu con đi. Khoan đã Hoàng Nhi, con kêu hai võ vệ bên ngoài vào đây cho ta trước đã. Mẫu hậu à, kêu bọn họ vào làm gì? Cứ kêu bọn họ vào đây đi, con sẽ biết thôi. Dạ. Thiên hậu gọi các ngươi vào trong. Thiên hậu. Hai người các ngươi đều còn rất trẻ và tuấn tú. Thiên hậu quá khen rồi. Thiên hoàng. Bọn họ chính là phò mã đô quý của người. Võ vệ của thiên hoàng đều xuất thân từ danh môn. Nhìn đi, bọn họ và hai công chúa rất là xứng đôi với nhau đó. Sao hả thiên hoàng, thiếp không xử tệ với họ chứ? Mỹ nương, nàng ý nàng muốn hạ giá hai công chúa cho hai người bọn họ sao? Hạ giá cái gì chứ, hai võ vệ này tài mạo xuất chúng, làm phò mã gia thiếp thấy cũng rất xứng đôi mà. Hoàng Di. Dạ. Mẫu hậu con từng là người từng trải, ta biết nữ nhân muốn tìm người tốt với mình, có được một phu quân thật lòng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Được rồi, vậy cứ làm theo ý của mỹ nương đi. Mẫu hậu à, không thể nào làm như vậy được. Hoàng Di, con không nghe thấy phụ thân con vừa nói gì sao? Chuyện hứa gả đó với mẫu hậu con làm chủ, con muốn trái lệnh hay sao? Cứ quyết định vậy đi. Quan tỷ, quan tỷ, quan tỷ à! Không lấy, dù thế nào thì chúng ta cũng là công chúa đại đường, sao có thể gả cho hai võ vệ chứ? Đúng đó, chuyện này có qua loa sơ sài, cứ chọn đại hai nam nhân gả cho tỷ muội chúng tôi. Hai vị hoàng tỷ là tại đệ vô dụng, đệ có lỗi với hai người. Thật ra từ lâu chúng tôi đã nghĩ đến chuyện này. Thiên hậu giam lỏng chúng tôi ở trong lãnh cung đã hơn mười mấy năm, sao có thể vì mấy câu của thái tử điện hạ mà có thể để chúng tôi sống tốt đẹp được chứ? Chúng ta đúng là số khổ, nếu không lấy, ở trong cung cũng trở thành cung nữ tóc bạc. Nếu lấy thì đúng là gả gà theo gà, gả chó theo chó. Hai vị hoàng tỷ là đệ có lỗi với hai tỷ, đệ thật sự rất muốn làm chuyện tốt, nhưng mà lại không ngờ thành ra hại hai tỷ. Cho dù đệ có bị mất mạng cũng phải đi khẩn cầu mẫu hậu. Hôn sự của công chúa đại đường không thể nào qua loa như vậy được, sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười.
Đức Quang. Có nô tài. Đức Quang, có phải ngươi cảm thấy ta làm hơi quá đáng không? Dù sao cũng là hôn sự của công chúa. Nô tài hiểu mà. Nương nương, nương nương bây giờ vẫn còn hận Tiêu Thục Phi. Ta oán hận Tiêu Thục Phi, vậy mà ta suýt chút nữa hại chết ta. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ ta cũng không còn nhớ chuyện này. Hơn nữa thật sự ta cũng không muốn oán hận, trả thù hai công chúa như vậy. Nhưng tình cảm đã quá phai nhạt, còn thêm quá nhiều chuyện xảy ra, nên ta đã quên chuyện của họ. Điều ta tức là Thiên Hoàng, người không chịu hiểu cảm xúc của ta. Ít ra cũng có thể nói trước với ta chứ. Nhưng mà nương nương, nếu như chuyện này bị loan truyền ra ngoài, người sẽ... Ta biết. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người trong thiên hạ ai cũng biết, sẽ nói Thái tử Điện Hạ như đức từ bi, còn thiên hậu ta đây thì vô cùng tàn nhẫn. Vì vậy nương nương, tuyệt đối đừng để người khác loan truyền chuyện này ra ngoài. Ta hiểu rồi. Cho dù ta làm chuyện gì, kẻ nào phản đối cuối cùng cũng khâm phục chịu thua ta thôi. Vậy nương nương định làm như thế nào? Tất nhiên ta không thể để người trong thiên hạ cười nhạo ta rồi. Ta phải tìm ra hai phò mã cho hai công chúa xuất sắc hơn nữa, hoàn toàn xứng với hai công chúa. Đúng vậy, đúng vậy. Nương nương hiểu rất rõ về võ vệ trong hoàng cung này. Muốn nâng họ lên thật sự nằm trong khả năng của người mà. Được rồi, ta quyết định rồi. Ta sẽ coi hai nàng công chúa đó giống như con gái ruột của nương nương ta. Cho dù của hồi môn hay hôn lễ, tất cả tiến hành theo quy cách cao nhất trong cung. Trời ơi, nương nương người cao minh quá. Vậy bá tánh trong thiên hạ này chắc chắn ai cũng ca tụng công đức người. Thiên hoàng và thái tử chắc chắn không thể nghĩ tới ta lại hậu đãi hai công chúa đó như vậy đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Không chỉ là Thiên Hoàng và Thái tử Điện Hạ, ngay cả hai công chúa bọn họ cũng không ngờ nương nương có thể gả công chúa cho bất cứ ai. Hơn nữa cũng có thể cho công chúa lễ nghĩa cao nhất của hoàng gia. Tất cả đều do nương nương người quyết định hết đó. Cũng phải mà cũng không phải. Nói câu thật lòng Đức Quang, ta vẫn cảm thấy hơi áy náy với hai công chúa. Dù sao cũng là ân oán kiếp trước. Hoàng Nhi không nhắc, chắc ta cũng không để ý chuyện đó. Bây giờ Hoàng Nhi đã nhắc tới chuyện đó rồi, khiến cho ta cảm thấy ta phải đối xử tốt hơn với hai công chúa đó. Đúng là hai công chúa người có phúc đó. Đáng lẽ không có gì hết, nhưng trong chốc lát lại có hết mọi thứ. Ta phải đi gặp Thiên Hoàng, cho người một sự bất ngờ. Thái tử mau đứng lên đi. Tại chúng tôi xấu khổ, không thể trách Thái tử Điện Hạ được. Vậy hai vị tỷ tỷ có yêu cầu gì, giống như là phong phò mã đô quý hay là chức quan gì, cứ nói cho đệ biết, đệ nhất định sẽ cầu xin mẫu hậu. Thôi đi, không phiền lòng Thái tử Điện Hạ nữa. Hai tỷ mau chóng đưa ra quyết định đi. Hay là hôn sự này... Tỷ chỉ muốn ở lại đây sao? Chỉ cần rời khỏi hoàng cung, có được tự do, lấy nông dân cũng được. Là công chúa đáng thương quá. Đúng vậy, chúng ta đều rất đáng thương. Hôn sự vô cùng quan đường này đã là phúc lớn với chúng ta rồi. Được, tỷ nghe theo lời muội. Lấy chồng thì lấy chồng, dù người nào cũng được. Chỉ cần được rời khỏi nơi này, tỷ đều đồng ý. Tỷ muội hơi. Trẫm không đi, trẫm không đi đâu hết. Hai công chúa của Thiên Hoàng sắp xuất giá rồi, sao Thiên Hoàng không quan tâm chút nào vậy? Trẫm hơi. Mỹ nương, trẫm thấy trẫm và nàng bây giờ nên tới Lạc Dương sống một thời gian đi. Còn chuyện hôn sự của hai công chúa cứ giao cho thái tử và các bộ ở Trường Giang lo liệu hết đi. Vậy làm sao được, hoàng gia gả con sao cha mẹ có thể vắng mặt được chứ. Chỉ cần hai công chúa nhận thiếp làm mẫu hậu, gọi thiếp một tiếng mẫu hậu, thì thiếp sẽ tổ chức lễ cưới long trọng của hoàng gia, đích thân gả hai công chúa của thiếp cho hai võ vệ
một cách rầm rộ hoành tráng náo nhiệt. Mỹ nương, nàng nói thật chứ? Nàng nói nàng đồng ý tổ chức lễ cưới long trọng cho hai vị công chúa thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Hơn nữa, thiếp còn muốn tấu xin thiên hoàng lập tức phong hai phò mã đô quý của thiếp lên làm cách cứ xử, giúp sức diệt triều đình. Mỹ nương, nàng suy nghĩ thật chu đáo. Trẫm chuẩn tấu, trẫm chuẩn tấu. Thiên hoàng thiên hậu giá đáo. Tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Tốt, tốt. Hai vị tỷ tỷ còn chưa đa tạ mẫu hậu. Tạ đại ơn đại đức của mẫu hậu. Công chúa của ta thật là xinh đẹp. Lại đây, lại đây cho mẫu hậu ôm một cái nào. Cứ lại đi. Lại đây. Mẫu hậu. Giận ta không? Chỉ tại mẫu hậu không tốt, để hai con phải chịu nhiều khổ sở. Không đâu mẫu hậu, người là mẫu hậu từ bi nhất. Đúng vậy. Đây rồi, đây rồi. Hãy nhìn xem hai tân lang của các con đều là nhân tài anh tuấn trẻ tuổi. Sao hả? Có dự ý không? Thấy sao? Được rồi, được rồi. Hai vị tỷ tỷ đều rất dự ý. Đúng vậy, đúng vậy. Tốt quá rồi. Nếu như mọi người đều dự ý, vậy mẫu hậu và phụ hoàng sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng trong cung cho hai công chúa của chúng ta xuất giá. Tốt quá rồi. Mọi chuyện theo như ý của mẫu hậu. Được rồi, được rồi. Mau đứng lên, đứng lên đi. Mẫu hậu, người thật sự quá tốt. Con không nỡ rời xa mẫu hậu một chút nào cả. Ta cũng không nỡ gả hai con đi chút nào. Sau này nếu có sảnh, hãy thường vào cung để thăm mẫu hậu và phụ hoàng của các con nha chưa. Dạ. Thành Trường An hôm qua còn ca ngợi lòng nhân của Thái tử Điện Hạ, hôm nay đã ca ngợi ân đức của Thiên Hậu. Cuộc đời này không ai thua kém ai. Thái tử được tiếng là người nhân từ, còn mình cũng được xưng tụng là Hoàng hậu khoan dung. Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu thôi. Điện hạ, điện hạ uống thuốc đi. Điện hạ, chàng vẫn còn lo nghĩ chuyện gì hay sao? Hai vị công chúa đã xuất giá rồi mà, hôn lễ cũng được tổ chức rất long trọng, ai nấy đều rất vui vẻ nữa. Ai nấy vui vẻ cái gì chứ? Ta thấy tất cả đều là giả tạo. Sao lại là giả được? Cứ mở miệng ra là nói cái gì mà tình thân, ân đức, từ bi. Ta thấy tất cả đều là giả dối. Các người lưu trước đi. Dạ. Điện hạ, sau này nói chuyện đừng có lớn tiếng như vậy nữa. Bên cạnh mẫu hậu còn rất nhiều tai mắt. Ta biết chứ. Chuyện mà mẫu hậu thích làm nhất chắc chắn là điều này. Cả bên cạnh phụ hoàng cũng có người của mẫu hậu mà. Không thể nói nổi mà. Không thể nói nổi. Hai vị công chúa Nghĩa Dương Tuyên Thành cuối cùng tại sao chỉ được gả cho hai tên võ vệ cỏn con
Tại sao lại tệ như vậy chứ? Điện hạ, đừng oán hận mẫu hậu như vậy nữa. Thiếp còn nghe nói hai võ đệ đều là những nhân tài, hoàn toàn xứng đôi với công chúa. Hơn nữa, mẫu hậu cũng đã đề bạt họ rất nhiều lần. Một người là thứ sử Diễn Châu, còn người kia là thứ sử Vĩnh Châu. Làm thứ sử thì đã sao hả? Vẫn là kẻ vũ phu. Tại sao lại không gả cho môn đệ của Nho gia? Thiếu gì anh tuấn chứ? Cứ thử nghĩ xem, Nghĩa Dương và Tuyên Thành làm sao có thể sống cả đời với họ được? Đúng là ngoài mặt thì được gọi là phò mã, nhưng mà trong bụng lại là bỉ thịt mà thôi. Còn phải gọi bà ta là mẫu hậu, trên đời làm gì có mẫu hậu nào giống như vậy? Điện hạ, tốt hơn hết chàng nên giữ gìn sức khỏe đi. Phụ hoàng nói rồi, không cho chàng lao lực quá độ. Chàng phải bảo vệ sức khỏe, ngày tháng còn dài mà. Đúng là ông trời không thương ta mà. Sức khỏe của ta quá suy yếu, nhưng mà đế nghiệp đại đường không thể nào suy yếu được. Điện hạ, Quyển Nhân không cần đế nghiệp của chàng, chỉ cần thân thể của chàng khỏe mạnh, sống thật vui vẻ, như vậy là được rồi. Trong thâm cung của hoàng gia này, làm gì có niềm vui hả? Điện hạ, thiếp cầu xin chàng đó, chàng uống thuốc cho khỏe lại đi. Uống thuốc, uống thuốc. Không phải ta đang bị bệnh, mà là đại đường đang bị bệnh kìa. Các ái khanh, cần gì cứ tấu, không thì bãi triều. Thần có chuyện cần tấu. Thổ phiên phái sứ giả vào triều dân biểu, xin triều ta cho cầu thân với Thái Bình công chúa. Cái gì? Bọn họ chỉ đích danh Thái Bình công chúa sao? Phải. Quốc Dương thổ phiên nghe nói Thái Bình công chúa xinh đẹp như hoa, tài năng xuất chúng, mong muốn được cưới Thái Bình công chúa. Đây, đây là cầu thân sao? Đây rõ ràng là bức hôn mà. Thổ phi đúng là thừa cơ gây hứng mà. Mặc kệ cô gây hứng hay không, trẫm bây giờ chỉ còn một công chúa thôi, sao có thể gả nó tới nơi hoang vu xa xôi được. Trẫm không cho. Thiên hoàng, liên quan quan hệ hai nước, xin người nghĩ kỹ. Hứa Ai Khanh, khanh nói với sứ giả thổ phiên, nói là muốn mỹ nữ đại đường thì ta có rất nhiều, nhưng muốn Thái Bình công chúa thì không được. Vậy ý của nương nương là? Chuyện này có sức mạnh ảnh hưởng rất lớn, hãy để ta và Thiên Hoàng suy nghĩ kỹ lại đã. Sứ giả nói công chúa đại đường được gả cho thổ phiên đã có tiền lệ, nếu Thiên Hoàng và Thiên Hậu kiên quyết từ chối, chỉ sợ khó lòng tránh khỏi một cuộc đại chiến. Không, chiến tranh không thể giải quyết được vấn đề, tuyệt đối không để dễ dàng khai chiến. Thiên Hoàng và Thiên Hậu thật sự không muốn gả Thái Bình công chúa thật hay sao? Như vậy thì không thể tránh khỏi binh đầu khói lửa. Hạch Khanh gia, cuối cùng khanh là đại tướng của đại đường ta hay là sứ giả của thổ phiên vậy? Thiên Hoàng, lời thần nói đều là sự thật. Nếu như không gả Thái Bình công chúa qua thổ phiên thì hãy nhanh chóng chiến sự thôi. Được, bọn họ muốn xuất binh thì cứ xuất binh đi. Trẫm sẽ phái tướng sĩ đi diệt bọn chúng không còn manh giáp nào. Thần cho rằng Thiên Hậu nương nương đang sửa lại 12 điều kiến ngôn. Tại sao vậy? Kiến ngôn của Thiên Hậu cho ngừng tất cả tác chiến đối ngoại. Điều này cho thấy chúng ta đang yếu thế hơn họ, khiến cho thổ phiên ngông cuồng sang đây cầu thân. Ý Hắc đại nhân muốn nói là vì ta thương yêu dân chúng nên gây quả binh đao sao? Nếu nương nương thật sự thương nỗi khổ của dân chúng, vậy thì nên nhẫn nhịn nén nỗi đau gả Thái Bình công chúa đến nơi xa xôi. Nếu không, nương nương nên thay đổi kiến ngôn, cho ngừng tất cả tác chiến đối ngoại, đổi thành câm miệng. Lùi ra, tất cả các ngươi lùi hết ra ngoài. Lùi ra, lùi ra. Thiên Hoàng, 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 bảo quản hoàng nguyên, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết. Hách đại nhân. Thái tử điện hạ gia đâu?
thần vô cùng vinh hạnh. Thách đại nhân đừng quá đa lễ. Mời Thái tử Điện Hạ ngồi. Ừ, mời. Mời. Thái tử Điện Hạ chịu tới hàng xa, không biết có gì dạy bảo. Hách đại nhân là trụ cột của triều đình mà. Hôm nay những lời ngài nói trên triều, bổn thái tử nghe xong vô cùng đồng cảm. Ồ, nói vậy là Thái tử Điện Hạ cũng đang lo cho triều chính à. Tuy ta là con trai của mẫu hậu, nhưng việc mẫu hậu muốn chiếm đại quyền làm ta cảm thấy vô cùng bất an. Đặc biệt là 12 điều kiến ngôn của người công khai đề xuất lui binh để cho thổ phiên lấn tới biên giới gây nguy cấp. Đại đường ta sẽ nguy mất thôi. Thái tử Điện Hạ thật là cao minh. Thần cuối cùng tìm được tri ân rồi. Thiên Hoàng, người tức giận làm gì chứ? Đã trải qua bao nhiêu sóng gió lớn rồi, còn sợ mưa phùn này sao? Trẫm bệnh cũ tái phát rồi. Đầu thì choáng, mắt mờ, lại còn nghiêm trọng hơn trước nữa. Vậy ngày mai có thượng triều không? Hơi, trẫm chỉ sợ không được thôi. Mỹ nương, thời gian này những vấn đề chính sự trẫm giao hết cho nàng xử lý. Ừ. Được. Vậy Thiên Hoàng cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Thiếp Kiều Thái Y sắc ít thuốc cho người. Hơi, vô dụng lắm. Mấy ngữ y này không trị được bệnh của trẫm. Hơi, chỉ tiếc thôi Thái Y đã chết. Nếu như hắn còn sống, có lẽ bệnh của trẫm còn chút hy vọng. Phu Quang. Thái Bình. Phu Quang, mẫu hậu. Thái Bình, con tới rồi sao? Phu Quang, sức khỏe của người đỡ hơn chưa? Hoàng Nhi biết mọi chuyện rồi. Thủ phiên muốn cưới Hoàng Nhi qua đó. Phu Hoàng dẫn lời đi. Nếu không thì họ sẽ đánh vào thành Trường An này. Nếu như gả Hoàng Nhi mà Dương Quốc được Thái Bình thì Hoàng Nhi mới đúng thật là Thái Bình công chúa. Nói bậy. Trẫm chẳng thà mất cả thành Trường An này cũng không thể mất công chúa của trẫm được. Vậy Phu Hoàng thực sự muốn vì Hoàng Nhi mà khiêu chiến với thổ phiên sao? Trẫm vẫn chưa suy nghĩ. Thái Bình, con yên tâm, mẫu hậu tuyệt đối không gả con qua thổ phiên khi còn nhỏ như vậy, lại càng không thể để về chuyện lần này mà khai chiến với thổ phiên. Vậy mẫu hậu đã nghĩ ra cách gì chưa? Mẫu hậu chắc chắn sẽ nghĩ ra cách, cho dù phải mạo hiểm cả tính mạng cũng tuyệt đối không để công chúa bảo bối phải chịu thiệt thòi một chút nào. Thái Bình, con đã nghe chưa? Mẫu hậu con yêu thương con biết chừng nào. Cho nên trẫm nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho con và mẫu hậu con. Phụ Hoàng, vậy Hoàng Nhi xin đa tạ mẫu hậu. Con đừng đa tạ mẫu hậu. Ta đoán là trong buổi thiết triều ngày mai sẽ diễn ra một cuộc tranh cãi. Sáng mai thượng triều, xin Hách đại nhân tấu lại chuyện này, xin Thiên Hoàng Thiên Hậu điều đại binh ra biên cương, sẵn sàng khai chiến với thổ phiên. Nói như vậy là dũng ý của Thái tử Điện Hạ là thật sự muốn đánh với thổ phiên một trận. Phải, nếu không thắng trận, khó tỏ quan nghiêm. Thiết nghĩ đại đường sao có thể lui binh như vậy được chứ. Thần đã hiểu rồi. Dụng ý của Thái tử Điện Hạ là muốn mượn cơ hội này nhờ Thiên Hoàng bỏ chính sách mới do Thiên Hậu đưa ra. Mẫu hậu lợi dụng 12 điều kiến ngôn để nâng cao quy vọng của mình, nắm hết quyền lực triều chính. Vậy thì ta phải ra tay ngay từ chỗ này. Chỉ cần ngăn cản chính sách mới, quan quyền lại một lần nữa trở về tay của Phụ Hoàng. Kế hay, kế hay. Vì thần sẽ chiếu theo ý của Thái tử Điện Hạ mà hành động. Hách đại nhân, ngài chính là trung thần của triều đình mà. Thiên hậu nương nương, hôm qua thần đã tấu chuyện thổ phiên gây hấn, không biết thiên hậu nương nương xử lý như thế nào đây? Ta đã thương nghị với hoàng thượng rồi, không được để chiến sự này nổ ra. Mẫu hậu, thiết nghĩ đại đường chúng ta sao có thể cam chịu thổ phiên sỉ nhục? Nhi thần đề nghị lập tức điều động binh mã cùng thổ phiên quyết trận sống mái. Hoàng Nhi, con không hiểu chiến tranh, không phải một trò đùa. Nếu như chưa tới lúc cần thiết, tuyệt đối không thể khai chiến. Nếu không,
sẽ mất người mất của. Mẫu hậu sợ có chiến sự, nhi thần không sợ. Nhi thần khẩn xin mẫu hậu xung phong thống lĩnh đại binh, quyết chiến tới cùng với thổ phiên. Thái tử điện hạ thật là anh dũng, đại đường ta có phúc rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Có phúc thật đúng rồi. Đúng. Mẫu hậu xin người hạ chỉ. Nhi thần muốn vì đại đường lập công dựng nghiệp. Không, Hoàng Nhi, không phải chỉ có thắng trận mới lập công dựng nghiệp. Bây giờ, điều mà thiên hạ đại đường ta cần nhất là sự yên ổn, điều bá tánh cần nhất là an cư lạc nghiệp. Nhưng mà thổ phiên không để cho chúng ta yên ổn, trừ khi thiên hậu gả quan muội qua bên đó. Thái Bình còn quá nhỏ, ta sẽ không gả nó qua đó. Các vị đại thần, ta đã nghĩ ra một cách để có thể khiến vẹn cả đôi bề. Hả? Là cách gì vậy? Hoàng Nhi còn nhớ hay không? Lúc mà nội tổ con qua đời, ta đã dẫn Thái Bình gửi vào đạo quán để nó cầu phúc cho nội tổ. Chuyện này Nhi thần có biết. Thiên Hoàng cũng đã hạ chỉ, kêu Thái Bình trở lại đạo quán để làm đạo cô rồi. Hả? Nói vậy là Thái Bình công chúa đã xuất gia thật rồi. Phải, Hắc đại nhân. Ngài cứ trở về nói với sứ giả thổ phiên như vậy. Thái Bình công chúa đã xuất gia làm đạo cô rồi. Thiên Hoàng cũng đã hạ chỉ xây dựng quán Thái Bình, cho Thái Bình công chúa ở đó tịnh tu. Vậy... ta tin là quốc dân thổ phiên tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ này mà khai chiến với đại đường. Hai nước giao hảo đều có lợi cho cả đôi bên. Xin các vị đại thần thực hiện theo thánh chỉ đi. Thiên hậu thánh minh. Ta cho Thái Bình công chúa lại lần nữa xuất giá làm đạo cô. Chuyện này khiến tất cả đều bất ngờ. Quả nhiên, bên phía thổ phiên không gây hấn nữa. Tranh luận trong triều đình cũng tạm thời lắng xuống. Nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Ta một thân một mình thực hiện 12 điều kiến ngôn. Trong thời khắc quyết định này, ta tuyệt đối không để nó thất bại. Bệnh của trẫm xem ra nhất thời không thể khỏe lại được. Bây giờ, đại sự triều chính đều do mẫu hậu con xử lý, trẫm thấy hơi lo lắng. Phụ hoàng lo lắng, Hoàng Nhi cũng rất lo lắng. Hoàng Nhi mắt thấy tai nghe, từ khi mẫu hậu đưa ra chính sách mới, có rất nhiều người phản đối. Nên, trẫm có một ý này, trẫm muốn sớm truyền lại ngôi cho Hoàng Nhi. Hả? Chuyện này không được đâu phụ hoàng à. Phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh mà. Đây đây, con ngồi xuống đi. Chính vì phụ hoàng vẫn chưa già, nên trẫm mới muốn ngay lúc này lập thái thượng hoàng, hưởng phúc thanh nhàn, an hưởng tuổi già. Không, phụ hoàng à, người cũng biết Hoàng Nhi bất tài mà. Không không, Hoàng Nhi còn có oai phong của gia gia con, chính trực, kiên cường, khoan dung, lương thiện, được dân chúng Trường An hết lòng yêu mến. Nhưng mà mẫu hậu lại không hề nghĩ như vậy. Phụ hoàng à, Hoàng Nhi xin nói thẳng, mẫu hậu chắc chắn phản đối phụ hoàng bây giờ truyền ngôi vị cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, con đừng nóng vội, trẫm triệu con tới chỉ vì muốn nói với con. Trước tiên hãy thử thăm dò ý của mẫu hậu con đi. Hả? Làm sao mà thăm dò bây giờ? Trẫm ở Cam Lộ Điện giả bệnh không thượng triều, đại sự triều chính đều giao cho mẫu hậu con xử lý. Để tới khi nào nặng mệt mỏi, không còn sức lực, trẫm sẽ đề nghị cho thái tử lên giám quốc.
Như vậy mới có thể thuận lợi tham gia chính sự. Được. Chiêu này của phụ hoàng đúng là cao minh. Đúng là thản nhiên như không. Có thể khiến mẫu hậu tự chui vào bẫy. Hoàng Nhi, con nên nhớ. Đại đường chỉ được mang họ Lý thôi. Ừ. Hoàng Nhi đã nhớ rồi. Đại đường vẫn là đại đường của nhà họ Lý chúng ta. Thiên Hoàng còn nói gì nữa? Thiên Hoàng còn kêu Thái tử Điện Hạ ghi nhớ đại đường chỉ được mang họ Lý mà thôi. Vậy Thái tử đã nói gì? Thái tử Điện Hạ đã nói người sẽ ghi nhớ đại đường vẫn là đại đường của Lý gia họ. Tốt. Rất tốt. Đại đường của Lý gia bọn họ. Bây giờ bọn họ muốn ngăn cản ta sao? Nương nương à, chúng nô tài ai cũng nhìn thấy. Đại sự triều chính đều cho một tay nương nương xử lý tất cả. Nương nương đã vì đại đường này mà thật sự hao tâm tổn trí rất là nhiều. Số ta sinh ra là phải làm việc. Cái này gọi là làm ơn mắc quán. Đến cuối cùng vẫn bị người ta tính toán. Nương nương à, người đừng quá để tâm mà. Nghĩ thoáng một chút đi ha. Đa tạ Lưu Công Công. Cái này ta cho ngươi, ngươi cầm lấy đi. Đa tạ nương nương ban thưởng. Bên phía Thiên Hoàng có động tĩnh gì, ngươi phải lập tức báo cho ta biết. Dạ nương nương. Được rồi, ngươi lui ra đi. Nô tài xin cáo lui trước. Đức Quang. Ê, có nô tài. Rót một ít mực, ta phải hạ chỉ. Dạ. Thiên hậu nương nương, hình như Thiên Hoàng và Thái tử Điện Hạ đều không muốn người tham dự chính sự thì phải. Đức Quang, bây giờ ta đã trở thành người cô đơn rồi. Thiên hậu nương nương, sao người lại nói như vậy? Mấy năm nay ta vì ban hành chính sách mới đưa vào thực nghiệm, mà mấy đại thượng thư đứng bên cạnh ta trước đây đều bị Thiên Hoàng che mờ mắt hết rồi. Ta thực sự chỉ còn lại một mình. Vậy Thiên hậu nương nương định sẽ làm gì đây? Đây là một bài học. Ta sẽ không bước vào vết xe đổ nữa. Lý gia không tin tưởng chúng ta, ta cũng sẽ không tin tưởng Lý gia. Vậy thì đi tìm người trong võ gia của chúng ta thôi. Nô tài hiểu rồi. Đương nhiên là người nhà mình thân nhất, đáng tin nhất rồi. Đúng. Hà Lan Mẫn Chi chết đi rồi. Hiện giờ không còn một ai thân thích bên cạnh ta. Như vậy đi, ta sẽ cho tìm cách điện hạ đi phiêu bạc ở lĩnh Nam. Võ Thường Đường, Võ Tam Tư, Võ Vô Kỵ, cho triệu tất cả bọn chúng về làm. Hoàng hậu nương nương sáng suốt, nhưng mà cứ triều hồi như vậy e rằng sẽ không được. Một khi Thái tử điện hạ nắm quyền, e rằng người sẽ... Thì ta cũng muốn xem thử Hoàng Nhi của ta, Thái tử Điện Hạ sẽ đối phó với ta ra sao. Hoàng thượng đã thấy đỡ hơn chưa? Sao vậy? Không có thái y nào bên cạnh chăm sóc hoàng thượng sao? Bọn họ vừa mới đi. Có ai tới thăm người không? Hoàng Nhi có tới thăm. Chỉ có Thái tử Điện Hạ là hiếu thảo nhất. Đúng vậy. Hoàng Nhi vừa mới trò chuyện cùng trẫm, vừa đấm bóp cho trẫm được một chút, trẫm cảm thấy đỡ hơn. Hoàng thượng yên tâm. Bệnh của người sẽ mau chóng được chữa khỏi thôi mà. Thời gian sau này người cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Mọi việc triều chính trẫm giao hết cho mỹ nương, trẫm thấy rất yên tâm. Hoàng thượng có yên tâm thật không? Sau này khi trẫm có gặp phụ hoàng,
Trẫm sẽ nói với phụ hoàng. Trẫm đã giao xã Tắc Đại Đường cho nhân tài họ Võ là nàng, có mỹ nương cai quản, kêu phụ hoàng cứ yên tâm. Hay là người cứ giao cho cháu chắc của tiên hoàng đi. Trong số mấy thái tử của trẫm, chỉ có Hoàng Nhi là trẫm hài lòng nhất. Nhưng mà Hoàng Nhi sức khỏe cũng giống như trẫm, quá yêu ức. Đúng vậy. Nương nương, canh táo đỏ hạt sen của hoàng thượng có rồi. Đây, hãy mau đưa ta. Dạ. Mỹ nương, nàng cứ tới điện chính vụ mà lo chuyện triều chính đi. Ở đây có bọn họ lo, không sao đâu, bây giờ trẫm đỡ rồi. Hoàng thượng chê thần thiếp già rồi, nên đúc canh cũng không cho thiếp đúc nữa. Được rồi, được rồi. Thì cứ đúc đi. Long thể hoàng thượng dạo này không khỏe, hay người hạ chỉ cho thái tử điện hạ nối ngôi đi. Trẫm thấy đã có mỹ nương nàng thì không cần phải làm chuyện này nữa. Gà mấy gái sáng không được xem là chuyện tốt. Chỉ cần đợi sáng là được rồi. Thật chứ? Mỹ nương, hay là vậy đi, trước tiên cứ để thái tử điện hạ phụ giúp cho nàng đi. Hoàng thượng, việc cần lo lắng bây giờ là sức khỏe của người không thể tiếp tục kéo dài như vậy. Hay là người đến Lạc Dương tĩnh dưỡng một thời gian đi. Mỹ nương, ý của nàng muốn nói... Mỹ nương thích nhất là được ở bên cạnh hoàng thượng, cùng sống những ngày tháng thanh thản bên nhau. Mỹ nương, ý nàng muốn nói việc triều chính ở Trường An sẽ giao lại cho Hoàng Nhi sao? Nếu như hoàng thượng đã quyết định như vậy, thì Mỹ nương sẽ cùng đi với hoàng thượng tới Lạc Dương một chuyến. Tới Lạc Dương, người có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng sức khỏe. Được, được lắm, ý này rất hay. Quyết định như vậy đi, để thái tử lo chuyện ở Trường An, trẫm và Mỹ nương cùng cả nhà chúng ta tới Lạc Dương một chuyến. Nương nương, những mã tấu này vừa mới được gửi đến. Để đó đi. Hả? Chuyện gì vậy nương nương? Tất cả bản tấu này đều tố cáo những người trong hoàng thân quốc thích. Thật sao? Chứ còn gì nữa. Ép người cướp của, bức tử mạng người, bắt người làm thiếp, mua quan bán tước. Tất cả các vương gia công chúa này ai cũng đều vô pháp vô thiên. Có chuyện này nương nương, người tính sẽ làm gì? Còn làm gì nữa chứ. Đương nhiên cứ theo quốc pháp mà xử, quyết không nương tình. Không được đâu nương nương. Tại sao vậy? Nương nương, đám hoàng thân quốc thích này đều mang họ Lý. Nó rõ ra tất cả đều là người nhà họ Lý. Nương nương, hiện giờ người nắm giữ triều chính, ở bên ngoài có lời đồn nói người muốn chiếm đoạt giang sơn của họ Lý. Nếu người lại trừng trị nghiêm minh đám người này, như vậy chắc chắn đám người có thế lực này sẽ liên kết thành một khối cùng nhau đối phó với nương nương đó. Cứ để chúng đối phó với ta, ta không sợ. Nương nương chắc chắn như vậy chứ? Chắc chắn. Được, nô tài khâm phục nương nương. Vậy nương nương người dự tính sẽ chém đầu ai trước đây? Xử người này trước đi. Người này? Tên Triệu công tử này vì muốn chiếm đoạt đất đai đã giết chết một tá điền, đúng là đáng ghét. Nhưng mà mẫu thân của hắn chính là Thường Lạc công chúa. Hả? Thường Lạc công chúa? Đó không phải là trưởng nữ của cao tổ hoàng đế sao? Đương kim hoàng thượng phải gọi bà ấy một tiếng cô mà. Phải, chính là bà ấy. Nô tài nhớ không lầm thì Triệu thị con gái của Thường Lạc công chúa chính là Dương Phi của Châu Dương Điện Hạ, con thứ ba của người. Nếu tính ra ta và Thường Lạc công chúa còn được gọi là thông gia với nhau. Vậy mà người định gì đại nghĩa diệt thân? Đương nhiên phải diệt. Nếu như không diệt những người này thì làm sao giang sơn đại đường có thể vững mạnh được chứ? Bá tánh làm sao sống hạnh phúc được? Nô tài khâm phục nương nương. Nương nương nói rất đúng, nương nương nói rất phải. Bây giờ ta ban chiếu chỉ,
xét hỏi nghiêm minh, theo đúng với đại lý tường. Sau khi thẩm tra, cứ xử theo quốc pháp, quyết không dị nể tình riêng. Con ơi, con của ta, số của con thật là khổ mà. Công chúa à, đừng có buồn nữa mà. Con trai của chúng ta vẫn còn giữ được tính mạng, đó đã là phúc đức ba đời để lại rồi. Bà Võ Mỹ Nương này, Võ Mỹ Nương này đúng là quá nhẫn tâm. Sao bà ta có thể bắt con trai của ta đi lưu đày đến chân trời góc bể chứ? Theo tôi thấy thì bà ta đang chuẩn bị cho chém đầu tất cả chúng ta. Không được, giang sơn nhà họ Lý chúng ta không thể để rơi vào tay của bà ta được. Đúng, giang sơn của họ Lý thì phải do người họ Lý làm chủ. Đừng nói là chiếm chút đất đai, giết một hai người, cho dù là cả thiên hạ cũng là chuyện của nhà họ Lý chúng ta mà thôi. Không được, ta cần phải đi gặp hoàng thượng. Không thể để cho Võ Mị Nương tiếp tục làm loạn được. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì họ Lý chúng ta sẽ tiêu hết. Nhưng mà với sức khỏe bây giờ của hoàng thượng, chỉ e rằng lực bất tòng tâm mà thôi à. Vậy thì nói với hoàng thượng nhanh chóng truyền ngôi cho thái tử. Chỉ cần thái tử lên ngôi thì Võ Mị Nương kia coi như sẽ hết đời. Hoàng thượng, nếu người không muốn làm vua nữa thì cứ truyền ngôi cho thái tử, rồi làm thái tượng hoàng ung dung tự tại. Trẫm cũng đã suy tính như vậy, nhưng mà hoàng hậu bỗng nhiên muốn trẫm tới Đông Đô Lạc Dương để mình thái tử ở lại Trường An. Như vậy những chuyện này phải dời lại sau này thôi. Không dời lại được đâu hoàng thượng. Hoàng hậu họ hàng không nhận, cứ như vậy thì nhà họ Lý chúng ta sẽ gặp nạn đó. Mỹ nương làm bất cứ chuyện gì cũng luôn lấy thiên hạ làm trọng, nên vì điểm này trẫm thấy rất yên tâm. Hoàng thượng, hoàng thượng đừng nên hồ đồ nữa. Ta đã nghe nói đến hoàng hậu hạ chỉ truyền ba điệp nhi của mình vào cung, vào chức vị quan trọng nữa. Bài xích họ Lý, trọng dụng họ Võ, mục tiêu sau này là cả giang sơn này. Đó, con dâu của người còn nhỏ tuổi cũng hiểu chuyện này, người còn chần chờ gì chứ. Mau triệu thái tử điện hạ về Lạc Dương để truyền ngôi đi. Nhưng mà nếu làm như vậy, hoàng nhi sẽ phải đối đầu với chính mẫu hậu của mình. Hiện giờ đâu đâu cũng truyền tai rằng triều đình này là của hoàng hậu, không còn là của hoàng thượng nữa. Điều này trẫm cũng hiểu chứ, nhưng Mỹ nương quyết không từ bỏ quyền lực đâu. Hoàng thượng, hoàng thượng đừng do dự nữa, cứ để cho mẫu tử họ tranh đi. Cuối cùng không phải là do thái thượng hoàng này quyết định sao? Điều này gọi là cổng lầu ngắm tây gió, ngồi núi xem hổ đấu. Cứ chờ cho đến lúc đó. Chờ cho tới lúc đó trẫm lên tiếng chính là nhất ngôn cửu đỉnh rồi. Phải, hoàng thượng, người mau mau quyết định nhanh đi. Thường là công chúa đã nói với hoàng thượng như vậy, cứ để mẫu tử bọn họ tranh giành đi, cuối cùng chẳng phải thái thượng hoàng người ra quyết định hay sao chứ? Đây là cổng lầu ngắm mây gió, ngồi núi xem hổ đấu. Vậy hoàng thượng nói sao? Hoàng thượng nói trẫm xem ra có thể nhất ngôn cửu đỉnh rồi. Được lắm. Tất cả bọn họ ai ai cũng đều bàn tính muốn làm như vậy. Còn có ai nghĩ tới bá tánh và triều đình này nữa đâu. Nương nương à, người cũng đừng quá tức giận. Thật ra trong triều đình này ai ai cũng đều biết đương kim đại đường này là do nương nương người nắm quyền. Hiếm khi Lưu Công Công nói một câu công bằng thay ta. Ta biết rồi. Lưu Công Công, ngươi hãy lui ra đi. Dạ, nô tài cáo lui. Chỉ vì bọn họ không nhìn thấy một nữ nhi quản lý chuyện triều chính. Nương nương, bản thân Thường Lạc công chúa chẳng phải là nữ nhi sao? Hơn nữa nương nương và Thường Lạc công chúa quan hệ cũng rất tốt mà. Nhưng mà ngươi đừng quên rằng trong huyết quản của công chúa là máu huyết của nhà họ Lý. Hơn nữa, lần này ta bắt con công chúa lưu đày tới Lạc Dương, chắc chắn công chúa hận trong lòng. Nô tài nhớ là triệu thị con gái của Thường Lạc công chúa cũng chính là Dương Phi Tam Nhi của người Lý Hiển. Sao Dương Phi lại tham dự vào? Dương Phi Triệu Thị Chính là con dâu của ta. Bây giờ
rõ ràng cũng muốn đứng lên chống lại đối đầu với bà này. Không ngờ Triệu Thị còn xem mình như người nhà họ Lý. Bọn họ liên kết với nhau để cùng nhau đối phó ta. Nương nương, theo nô tài thấy, những hoàng thân quốc thích mang họ Lý này hoàn toàn không phải vì bảo vệ giang sơn của họ Lý, mà chính vì quyền lợi của riêng họ mà thôi. Theo ta thấy, bọn họ ăn no rồi muốn chống đối. Hoàng thượng truyền ngôi cho thái tử hay không, đâu tới lượt bọn họ quan tâm lo lắng. Nương nương, người mau quyết định đi, vài bữa nữa triều đình có lẽ sẽ có nhiều thay đổi đó. Quân đến thì ngăn, nước đến thì chặn. Ta không tin bọn họ có thể phế truất được ta. Đức quan, Mai Mực. Dạ. Nương nương, người đang định hạ chỉ hay sao? Phải. Chiếu chỉ này, lát nữa người đem cho kẻ hay xen vào chuyện người khác, ăn no rồi chống đối là Thường Lạc công chúa kia. Dạ. Nương nương, cái tội danh mà người định cho Thường Lạc công chúa chính là cái tội ăn no chống đối phải không? Tại sao lại không được chứ? Ta thấy rất là hợp với bà ta mà. Phải phải phải, nương nương, nương nương có ý vậy mà. Thường Lạc công chúa không chỉ có một người, phía sau bà ta là một đám người. Tất cả bọn họ bay cùng bay, dinh sẽ cùng dinh. Ta muốn cho bọn họ nhìn thấy, khiến cho họ phải hoài nghi. Tại sao lần này Thường Lạc công chúa lại dướng vào phải tai ương? Dạ phải phải phải, đúng đó, cho bọn họ đoán, càng đoán càng thấy rối rắm, càng không hiểu nổi ngọn ngành sự việc. Bây giờ ta sẽ hạ chỉ. Thường Lạc công chúa, Phò Mã Đô Quý tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ. Phụng thiên thừa dận, hoàng đế chiếu giết, giáng Triệu Địch làm huyện lệnh Quát Châu, định cho Thường Lạc công chúa tháp tùng mãi mãi. Như vậy là có ý gì? Bổn công chúa sẽ đến ý kiến hoàng thượng. Còn quỳ đó làm gì nữa? Định ra lệnh trên đầu bổn công chúa hay sao? Đừng hòng. Mãi mãi không được vào gặp vua khâm thử. Tại sao chứ? Tại sao lại muốn đuổi chúng ta ra khỏi thành Lạc Dương chứ? Ta với Phò Mã đã phạm vào dương pháp gì? Ta đã đắc tội với ai chứ? Ăn no rồi chống đối. Cái gì? Ăn no chống đối là quốc pháp hay sao? Quốc pháp như Phật pháp, nói có thì có, nói không thì không có. Công chúa, chắc là công chúa rõ hơn nô tài. Võ Mị Nương, chẳng phải người định cướp giang sơn nhỏ Lý sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Châu Dương Phi, Châu Dương Phụ. Điện hạ, thiếp cầu xin người điện hạ, người hãy nghĩ cách cứu phụ mẫu của thần thiếp đi. Vậy là muốn ta phải làm sao đây? Điện hạ, người đi thỉnh cầu mẫu hậu đi, nói tình lý với mẫu hậu. Dù gì đi nữa, đó cũng là cô ruột của hoàng thượng mà. Tuổi tác đã lớn mà vẫn còn bị lưu đày đi xa sao? Phận làm con như thiếp không đành lòng đâu. Điện hạ, điện hạ, thiếp cầu xin người mà điện hạ. Ái phi. Điện hạ, người nhất định phải cứu phụ mẫu thần thiếp. Được. Ái phi à, ta hứa với nàng, để ta được gặp mẫu hậu. Xin mẫu hậu khoan dung độ lượng, nhân từ xá tội. Quỳ xuống. Mẫu hậu, chẳng qua hiển nhi chỉ muốn hiếu kính với người. Người có hiếu kính là cung phi của con, đó là Triệu Thị, con gái của Thường Lạc công chúa. Nhưng nàng ta lại giúp mẫu thân mình đối phó với ta. Mẫu hậu, hiển nhi không hề hay biết về sự việc này. Hiển nhi không nên nghe theo lời của kẻ hèn hạ đó. Hiển nhi biết lỗi rồi. Con hãy vì hoàng huynh kia của con nữa. Có phải các con bây giờ đã đủ lông đủ cánh nên các con mới đối đầu với mẫu hậu của các con, có đúng vậy không hả? Dạ không mẫu hậu à, hiển nhi và hoàng huynh không có qua lại với nhau. Đứng lên đi. Tạ long ân mẫu hậu. Không cần phải tạ long ân, mà con hãy về lo dạy dỗ bảo ban Triệu Thị kia cho tốt đi. Dạ con biết, nhất định con sẽ dạy dỗ nghiêm khắc. Đừng tưởng rằng mẫu hậu không biết gì hết.
mấy huynh đệ các con, đứa nào cũng mong ngóng trông chờ phụ hoàng các con trông cho thái tử kế vị, để rồi đè bẹp mẫu hậu đây. Có phải mẫu hậu các con đã làm cho họ Lý các con mất mặt không hả? Mẫu hậu, sau này Hiển Nhi sẽ luôn nghe lời người. Có nghe lời mẫu hậu không thì nói bằng miệng có ích gì. Hiển Nhi, ta muốn thấy hành động của con. Hiển Nhi nhất định ra tay hành động. Hiển Nhi trở về sẽ phải cuốc kẻ hàng hạ kia vào kim diện, chẳng khác nào cho vào lãnh cung, trừng trị nghiêm khắc. Nghiêm khắc. Vào trong đi. Điện hạ, điện hạ không cần thần thiếp thật sao? Ái phi, không phải là ta không cần nàng đâu. Nàng đắc tội với mẫu hậu nên ta cũng bất đắc dĩ thôi. Không, điện hạ người đúng là yếu hèn ích kỷ. Thiếp biết mà, điện hạ chỉ vì bảo vệ bản thân, ngay cả ái phi của mình điện hạ cũng không cần. Điện hạ. Ái phi, nàng cũng hiểu tính của mẫu hậu rồi mà. Bây giờ ngay cả bản thân ta cũng khó mà giữ được. Nàng ráng chịu đựng vài ngày đi. Hả? Vào trong đi. Không, điện hạ. Mau vào trong đi. Không đâu. Vào trong. Điện hạ. Điện hạ. Chúng thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Bình thân. Hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng dưỡng bệnh nên ta thay mặt hoàng thượng tiếp kiến các ái khanh đây. Hắc ái khanh, hình như khanh có chuyện muốn tấu, dân tấu lên đi. Thần cùng các đại thần cùng nhau khải tấu hoàng hậu nương nương. Nói đi. Chúng thần nghĩ rằng sức khỏe hoàng thượng dạo này không tốt, mong muốn long thể của hoàng thượng khỏe mạnh và lo cho xã tắc đại đường, thỉnh cầu hoàng thượng thoái vị truyền ngôi cho thái tử hoàng. Hắc Sục Tuấn, hoàng thượng chẳng qua chỉ bệnh sơ sơ, thái y viện đã nói hoàng thượng sẽ nhanh chóng bình phục thôi, tại sao lại đòi thoái vị chứ? Hoàng thượng đã nhiều lần nói với thần, hoàng thượng đồng ý thoái vị. Hoàng thượng theo thờ đạo Lão Trang, mong muốn thoái vị nhường ngôi để tu dưỡng sâu về đạo cho nên. Chẳng phải Trang Tử từng nói rằng tu dưỡng, tu dưỡng, nếu tu dưỡng quá mức sẽ tổn thương sinh mạng, uổng công của người tu dưỡng. Được rồi. Ái khanh cũng có lòng trung thành hiếu kính với hoàng thượng, nộp bản tấu chương lên đi. Được, có 18 vị đại thần cùng đứng tên. Bổn hậu nhớ rõ các ngài rồi. Chúng thần không hề có ý gì khác. Biết rồi, biết rồi. Tất cả các ái khanh đều một dạ trung thành, đều một lòng vì quốc gia triều đình mà. Theo thần thấy, thái tử điện hạ sớm muộn gì cũng kế vị, chi bằng bây giờ để cho thái tử điện hạ thừa kế ngôi vị luôn. Như vậy có hoàng hậu hoàng thượng cùng nhau giám sát triều chính, chắc chắn ổn định. Như vậy cũng tốt. Sao các ái khanh có thể nghĩ tha cho ta và hoàng thượng vậy? Tối hôm qua ta đã thay mặt hoàng thượng hạ chiếu chỉ, sai người đi đến thành Trường An triệu thái tử Lý Quang trở về Lạc Dương.
Hoàng hậu nương nương, nương anh minh. Hoàng hậu nương nương, nương anh minh. Để đối phó áp lực từ phía hoàng thượng và các đại thần, đành phải lùi một bước để tiến. Ta vẫn không thể nào hiểu được tại sao cặp mắt của bọn họ chỉ nhằm vào việc triều chính có phải do họ Lý cai quản, mà hoàn toàn không quan tâm đến giang sơn xã tắc, bá tánh thiên hạ của đại đường này. Hoàng thượng, hoàng thượng à, hoàng thượng, thái tử điện hạ đã đến bờ sông Lạc Hà rồi, hiện giờ người đang đi về hướng Gia Môn. Nhanh. Dạ. Dạ. Nhanh lên. Mau lên. Đây. Người khoác vào đi. Khải bóng nương nương, ngựa xe của thái tử đến gần gia viện rồi. Cuối cùng hoàng nhi của ta cũng đã tới. Đức quan. Có nô tài. Người thay ta tới gia viện môn nghênh đón thái tử. Mời thái tử và thái tử phi đến cung hợp ích. Cũng sắp tới giờ ngọ rồi. Nô tài tuân chỉ. Nghênh đón thái tử điện hạ thiên quế, thiên quế. Chúng ái khanh hãy bình thân. Tạ ơn thái tử điện hạ. Hoàng Nhi đâu? Vẫn chưa về tới. Hoàng thượng nhìn người kia. Hoàng Nhi sắp về tới, vui mừng tới nỗi không còn bệnh tật gì nữa. Cảm rất vui, cảm thấy vui lắm. Người ta mà vui thì đâu còn bệnh tật gì nữa. Đúng vậy. Bình thường mẹ nương ở bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng không cảm thấy vui vẻ đúng không? Nên là mới sinh bệnh. Bây giờ khỏe rồi, Hoàng Nhi về rồi, để Hoàng Nhi ở cạnh hoàng thượng. Ngày mai mị nương trở về cảm nghiệp tự ở Trường An thì mọi người sẽ không còn bệnh tật gì nữa. Mị nương. Hoàng huynh. Hoàng huynh. Đây chính là hoàng tẩu của hai đệ. Diện kiến hoàng tẩu. Hoàng đệ diện kiến hoàng tẩu. Thái bình diện kiến hoàng tẩu. Đa tạ các hoàng đệ và công chúa đến nghênh đón chúng tôi. Công chúa mùi mùi càng lớn càng xinh đẹp. Làm sao đẹp bằng hoàng tử được. Hiển hoàng đệ đâu? Nghe nói là bị bệnh rồi. Hoàng huynh thu xếp tới thăm hoàng đệ mới được. Hoàng huynh, bây giờ đi vào là thái tử, đi ra đã là hoàng thượng rồi. Sao vậy? Phụ hoàng muốn truyền ngôi cho huynh. Sau này hoàng huynh nhớ quan tâm nhiều tới các hoàng đệ và tiểu muội này nhé. Hoàng đệ đùa như vậy là hơi quá rồi đó. Thái tử điện hạ. Nương nương mời thái tử điện hạ và thái tử phi đến cung hợp bích ý kiến. Tuân chỉ. Mời. Huynh cảm giác giống như trở về thành Trường An vậy. Hoàng huynh hoàng tẩu không biết đó thôi. Nơi này đã được xây dựng mới giống thành Trường An đó. Hoàng huynh mời qua đi. Dạ mời. Các hoàng nhi đều tới rồi. Nhi thần tham thánh kiến hoàng mẫu hậu. Các hoàng nhi bình thân hết đi, bình thân. Đứng lên đi. Thái bình. Dạ. Con qua đây. Phụ hoàng. Thái bình, con đến xem thử, xem là con xinh đẹp hay là con dâu của mẫu hậu xinh đẹp đây. Mẫu hậu đương nhiên là con dâu của người xinh đẹp rồi. Hoàng nhi làm gì dám so bì với hoàng tử. Mẫu hậu, con nhìn thấy công chúa, con tưởng là hàng Nga trên trời giáng trần xuống đây nữa. Mẫu hậu người nghe, hàng Nga đó. Con xinh đẹp mà. Này các con, ngồi đi. Hoàng huynh mời. Mời ngồi. Mời ngồi. Đi thôi. Hoàng huynh, để kính huynh một chung. Hoàng đệ, nào, chúng ta cạn. Ê, khoan đã. Còn muội nữa mà. Cạn. Bỏ ly rượu xuống cạn. Hết đi. Mẫu hậu à,
Để cho Hoàng Nhi uống một ly trước đi. Thái y viện nói cho mẫu hậu biết, bệnh của con tuyệt đối không được uống giọt rượu nào hết. Điện hạ, người nghe lời của mẫu hậu đi, đừng uống nữa. Hôm nay cả nhà chúng ta đoàn tụ, uống một chút đi không sao đâu. Trẫm với các con cùng uống. Không được. Hiển Nhi, Đan Nhi và Thái Bình nữa, các con có thể uống rượu thỏa thích, chỉ có phụ hoàng và hoàng huynh của các con là tuyệt đối không được uống rượu. Thái tử phi. Dạ mẫu hậu. Sau này con nhớ phải quản lý thái tử, một là không được uống rượu, hai là không được quên uống thuốc. Nếu như con quản không được, ta sẽ phế truất con. Tới lúc đó, con đừng trách mẫu hậu độc ác. Nhi thần hiểu rồi ạ. Một người làm mẹ như ta, thật ra không mong muốn các con của mình có nhiều quyền lực của cải và địa vị trong tay. Giang sơn của đại đường sớm muộn cũng là của các con. Chỉ cần các con sống vui vẻ thoải mái, thân thể và tinh thần khỏe mạnh, mẫu hậu ta cảm thấy vui mừng vô cùng. Được rồi, ăn cơm đi, ăn cơm đi ha. Hiền Nhi, Đan Nhi, các con muốn uống thì cứ uống đi ha. Ta phụ quan. Phụ quan. Nè, ăn nhiều vào đi ha. Tạ ơn mẫu hậu. Thái Bình. Dạ. Đây là món con thích nhất nè. Thái tử phi. Tối nay con đừng tới Đông Cung nữa, cứ ngủ ở cung hoàng hậu đi. Hai mẫu tử chúng ta cùng trò chuyện tâm sự. Con nghe lời mẫu hậu. Nhìn kia, mẫu hậu có con dâu rồi thì quên mất Hoàng Nhi. Con cũng muốn qua đó ngủ chung với người. Đúng là khuê nữ xấu bụng. Con đã ngủ cùng mẫu hậu từ nhỏ tới lớn, người quên chính là con. Hoàng Nhi, con đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Ăn nhiều vào đi, hả? Dạ. Nè. Ăn đi, ăn đi. Mời Quỳnh ăn đi. Nè, mời Quỳnh. Thái Bình, ăn nhiều vào. Dạ. Thái tử điện hạ, mời. Tới Châu Dương phủ. Dạ, điện hạ. Thắp đèn đi. Thắp đèn đi. Không có ánh sáng, ta đi sẽ chết trong đêm nay mất. Màn kính che đèn, nghẹn ngào nói trong mơ. Trời sáng rồi, ngân hà thì lại ảm đạm. Ngân hà ảm đạm nên không nhìn thấy hai ngôi sao, không nhìn thấy hai ngôi sao nhỏ đang tương tư. Người yêu thương lại bị chia cách, kẻ không thương lại phải ôm ấp trong lòng. Người xưa nói, xinh đẹp mỹ lệ đến đâu, thiên thu muôn đời, cái còn lại chỉ là chua xót mà thôi. Mệnh như sợi chỉ. Hoàng đế à,
Ngài là... Ta chính là hoàng huynh của đệ nè. Chúc mừng hoàng huynh. Hoàng huynh sắp trở thành hoàng thượng rồi. Hoàng đệ à, sao hoàng đệ lại ra nông nỗi này chứ? Hoàng huynh, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Không sao, không sao. Cho hoàng huynh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải mẫu hậu đã làm gì đệ không? Không có, không có thật mà. Chúng ta đừng có nhắc mẫu hậu được không? Đừng nhắc mẫu hậu. Hoàng đệ à, đệ là hoàng tử của đại đường. Nhìn đi, đệ nhu nhược yếu đuối tới như vậy à? Được, có nỗi khổ tâm gì cứ việc nói cho hoàng huynh biết. Hôm nay hoàng huynh tới đây là để thăm đệ mà, hả? Nói đi. Không có thiệt mà, không có. Chẳng qua là đệ đọc sách nhiều quá cho nên đệ hồ đồ. Hoàng đệ à? Không ổn rồi, không ổn rồi. Dương Phi ngất xỉu rồi, Dương Phi ngất xỉu rồi. Hả? Mau đến thăm Dương Phi đi. Đi. Mau truyền thái y. Dạ. Dương Phi sao rồi? Dạ, Dương Phi đói bụng nên xỉu rồi. Ái Phi, nàng tỉnh lại đi. Ái Phi, nàng tỉnh lại đi mà. Ái Phi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đệ mũi à, tỉnh lại đi. Mũi mau tỉnh lại đi. Ta là thái tử Lý Hoàng đây. Đệ mũi à. Ái Phi tỉnh rồi. Thái tử điện hạ. Mau đem nước qua đây. Dạ. Nhanh lên. Thái tử điện hạ. Nè, ngồi dậy. Đệ muội à, cho dù có quan ức cách mấy cũng phải cố gắng nhẫn nhịn. Đệ muội nể mặt của hoàng huynh, uống một miếng nước đi mà. Dương Phi là bị đói đó thái tử điện hạ. Mau đi nấu một nồi cháo đi. Dạ. Như đại đường ta sao có thể bỏ đói một Dương Phi chứ. Đệ muội à, uống chút nước đi. Có được một nàng dâu như con khiến ta ngày càng yêu thích con hơn. Mẫu hậu, con xuất thân là một nữ nhi bình thường, thật sự con không thể ngờ mình được làm thái tử phi. Vậy thôi đừng làm nữa, hãy làm hoàng hậu đi. Vài hôm nữa con sẽ là hoàng hậu của đại đường này rồi đó. Không, không được đâu mẫu hậu, vẫn còn phụ hoàng mà. Hoàng hậu nương nương người vẫn còn, sao con có thể làm hoàng hậu được. Con chỉ muốn là một người vợ hiền của điện hạ, làm nàng dâu hiếu thảo được người yêu mến là được. Hoàng thượng đã quyết định rồi, sẽ truyền ngôi vua cho Hoàng Nhi. Không phải thật đó chứ? Là sự thật. Hoàng thượng vẫn khỏe mạnh mà, làm sao có thể truyền ngôi được. Con à, theo mẫu hậu nghĩ, truyền ngôi vua cho Hoàng Nhi sớm như vậy, không biết đó là họa hay phúc. Mẫu hậu. Hoàng đệ à, rốt cuộc đệ muội đã làm chuyện gì có lỗi với đệ hả? Mà hoàng đệ lại đem thê tử của mình Dương Phi mà mẫu hậu chọn cho đệ nhốt vào trong này chứ? Đệ có phải là có người mới rồi hay không hả? Đệ muội là con gái của Thường Lạc công chúa, huynh phải bẩm báo chuyện này với phụ hoàng mới được. Hoàng huynh, hoàng tử của đại đường lẽ ra phải hiểu đạo đức nhân nghĩa, không được phép làm những chuyện nhẫn tâm độc ác giống như vậy. Hoàng huynh à, quan cho hoàng đệ lắm. Mời hoàng huynh qua thư phòng để nói chuyện. Thái y đến. Di thần tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến Châu Dương điện hạ. Được rồi, miễn lễ. Hôm nay thái y đừng trở về thái y viện, chờ khi nào Dương Phi khỏe lại rồi hẳn trở về. Nhưng
Bệnh của hoàng thượng... Thái y viện đâu phải chỉ có mình ông. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Đi đi. Dạ. Mời hoàng huynh. Ta ở Cảm Nghiệp Từ khi mang thai Hoàng Nhi. Sinh ra chưa được mấy ngày, ta đã giao Hoàng Nhi cho tỷ tỷ của ta Hàn Quốc phu nhân nuôi dưỡng. Trong lòng ta cứ nghĩ người ta có lỗi nhất chính là Hoàng Nhi, cho nên Hoàng Nhi không gần gũi thân thiết với ta. Không nhiều. Đâu mẫu hậu, thái tử rất yêu thương người. Không phải ta không nỡ giao Giang Sơn cho Hoàng Nhi. Giang Sơn của Đại Đường sớm muộn gì cũng thuộc về Hoàng Nhi. Ta chỉ lo cho sức khỏe của Hoàng Nhi thôi. Ta lo nếu Hoàng Nhi có được Giang Sơn sớm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Đúng vậy, nhi thần cũng lo cho sức khỏe của thái tử điện hạ. Căn bệnh phổi của thái tử làm việc nhiều là bị tái phát. Hơn nữa, Hoàng Nhi phản đối ta nhiếp chính là có lý do. Hoàng Nhi lo nghĩ quá nhiều. Giang Sơn Đại Đường phải là của người họ Lý, lẽ ra lo nghĩ nhiều cho bá tánh thì mới phải chứ. Dạ phải, mẫu hậu người nói rất đúng. Mấy năm nay người điều hành triều chính, tất cả bá tánh ai cũng ủng hộ người. Nếu Hoàng Nhi cũng nghĩ như con thì tốt quá, nhưng tiếc không phải như vậy. Điều Hoàng Nhi lo là mẫu hậu sẽ tranh giành mất hết thiên hạ của nhà họ Lý, cho nên Hoàng Nhi nôn nóng đối đầu với mẫu hậu. Ta lo nếu cứ như vậy sẽ làm tổn hại tới Giang Sơn xã tắc. Mẫu hậu, vậy thì đừng nên cho thái tử điện hạ kế vị nữa. Nhi thần chỉ cần thái tử điện hạ, không cần Giang Sơn gì hết. Không 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 không, Giang Sơn Đại Đường sớm muộn cũng phải truyền cho Hoàng Nhi. Mẫu hậu, vậy thì xin người hãy cùng giám sát, người cùng lâm triều, cùng giải quyết những chuyện triều chính quan trọng. Mẫu hậu cũng đã già rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa nữ nhi nhiếp chính gạ mái kế sát xưa nay không phải là chuyện tốt. Hay là sau này thái tử phi con giúp Hoàng Nhi quản lý việc triều chính đi. Không được đâu mẫu hậu, con không hiểu biết nhiều, con cũng không có được phong cách cao quý như mẫu hậu, tài hoa và rất gan dạ. Con sẽ khuyên thái tử điện hạ cầu xin mẫu hậu cùng giải quyết những chuyện triều chính. Mọi chuyện đều phải nghe theo lời của mẫu hậu. Thôi đi, mẫu hậu cũng nên nghỉ ngơi sớm rồi. Nhi thần cầu xin mẫu hậu mà. Được rồi được rồi, mau đứng lên đi. Ta chỉ muốn biểu Hoàng Nhi đừng quá nôn nóng. Một là phải lo giữ gìn sức khỏe. Hai, nhất định phải mở to mắt mà nhìn đâu thật sự là điều có lợi cho lão bá tánh. Một quân vương nắm giữ thiên hạ trong tay không thể có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo cho thể diện của một nhà một họ thôi, đúng không? Ừ. Hoàng huynh à, về chuyện này hoàng đệ cũng không được rõ lắm. Nhạc mẫu của đệ thường lạc công chúa nhiều lần vào cung để thăm hỏi bệnh tình của phụ hoàng. Nhạc mẫu bị đày ra khỏi Lạc Dương, nhạc phụ đại nhân cũng bị giáng làm huyện lệnh Quắc Châu. Đó là một vùng đất quan vắng nghèo nàn, ra lệnh nhạc mẫu tháp tùng không được vào cung gặp vua. Là tội gì mới được? Người truyền chỉ Đức Quan Công Công chỉ nói có một câu: ăn no rồi chống đối. Quá vô lý mà. Tại sao lại liên lụy đệ muội như vậy? Dương phi và nhạc mẫu của đệ thường là công chúa, sau khi đến thăm phụ hoàng ra về khiến mẫu hậu càng thêm tức giận. Sau khi nhạc phụ nhạc mẫu bị đày, Dương phi biểu đệ vào cung cầu xin mẫu hậu tha thứ. Mẫu hậu không những quở trách cho đệ một trận, mà mẫu hậu còn biểu đệ phải trừng trị Dương phi cho nghiêm. Nếu nói như vậy, chính hoàng đệ đã nhốt đệ muội vào trong này à? Phải, chính là đệ. Hoàng huynh, hoàng đệ không thể chống lại lệnh của mẫu hậu, cho nên hoàng đệ phải bắt buộc Dương phi vào trong này, để Dương phi phải nấu cơm nấu canh giặt đồ quét nhà. Hoàng đệ à? Đệ sao đệ lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Đệ đường đường là một đấng nam nhi, hoàng tử của nhà Lý Đường, đệ không chịu đi bảo vệ thê tử của mình mà lại làm hại cổ. Đệ đúng là quá hèn mà. Phải, đệ quá hèn nhát, đệ quá yếu hèn, đệ yếu hèn. Mẫu hậu đã như vậy, đệ cũng như vậy. Đúng là hoàng thất không còn tình thân nữa mà. Hoàng huynh, đệ cũng không còn cách nào khác nữa.
Dương Phi thấy đệ đối xử tệ như vậy nên cổ đã hận đệ đến tận xương tủy. Mấy hôm nay cổ không ăn không uống, đệ chết đói ngay trong thiên viện này. Như vậy không được, nếu cứ tiếp tục như vậy tính mạng sẽ nguy hiểm. Hay là như vậy, đệ hãy đưa đệ muội vào trong tẩm cung nghỉ ngơi, chăm sóc thật tốt. Hoàng huynh, hoàng đệ không có dám. Vậy thì đệ cứ đưa tới đông cung của ta, hoàng huynh sẽ thay đệ chăm sóc. Hoàng huynh, đệ... Hoàng đệ à, đệ mạnh mẽ lên đi, không được giống như phụ hoàng của chúng ta. Phải học tổ phụ, thế tông hoàng đế, hiên ngang, mạnh mẽ, đại trượng phu, mạnh mẽ quai phong tinh thần vững chãi. Hoàng huynh, huynh bị sao vậy? Hoàng huynh, không sao, không sao. Hãy đợi ngày hoàng huynh lên ngôi, đó sẽ là lúc trời quang mây tạnh. Đúng là một tội danh vô lý, ăn no rồi chống đối mà có thể buộc con dâu hoàng gia, một dương phi cao quý, chịu đầy đỏ suýt chút nữa mất mạng. Phụ hoàng à. Hoàng nhi, nếu như con biết thường là công chúa bị đầy và dương phi của hiển nhi chịu đói, tất cả là tại con, thì con sẽ hiểu rõ cái tội danh ăn no rồi chống đối có vô lý không? Phụ hoàng nói như vậy là sao hả? Vì trẫm kêu thường là công chúa ngấm ngầm liên lạc đại thần trong triều, cùng nhau dân tấu xin cho con được kế vị sớm. Thì ra phụ hoàng đã sớm lo liệu, thảo nào mẫu hậu của con phản đối. Hiện giờ tâm trạng mẫu hậu con đang rất phức tạp, vừa muốn nhường quyền lực, vừa sợ mất quyền. Cho nên con phải nhẫn nại một chút để xem mẫu hậu quyết định ra sao đó. Nhưng thật sự con không chịu nổi mưu mô xảo trá của mẫu hậu, tàn nhẫn đối với người vô tội như vậy. Đủ rồi. Hoàng nhi, bây giờ con phải hiếu nghĩa. Trẫm lệnh cho con không được đắc tội mẫu hậu con. Nếu như ngay lúc này con đắc tội mẫu hậu con, thì trẫm đây sẽ trừng trị con về tội ăn no rồi chống đối. Phụ hoàng à. Hoàng nhi, phụ hoàng là người hiểu rõ mẫu hậu con nhất. Mấy năm nay, mẫu hậu con vì thiên hạ họ Lý, dốc hết tâm huyết, hao tâm tổn trí cũng vì vậy. Nên hoàng nhi con nhất định phải hiếu thuận với mẫu hậu, để mẫu hậu con cam tâm tình nguyện nhường quyền cho con. Hoàng nhi đã hiểu rồi. Thì ra người thông minh nhất cuối cùng vẫn là phụ hoàng. Phụ hoàng trị mà cũng như không trị. Chỉ cần thiên hạ vẫn còn của họ Lý thì trẫm có thể yên lòng không lo nghĩ. Nhưng mà phụ hoàng à, hoàng nhi vẫn còn rất lo lắng. Thái độ của mẫu hậu đối với thường là công chúa, dương phi và hoàng đệ, e rằng mẫu hậu vẫn không muốn cho con kế vị. Con yên tâm đi, trẫm sẽ nghĩ cách kêu các đại thần dân tấu thỉnh cầu mẫu hậu con. Dạ, phụ hoàng. Nương nương có chỉ, tuyên võ thừa tự, võ tam dư, võ vô kỵ ý kiến. Xem ra họ võ muốn chiếm giang sơn xã tắc của họ Lý chúng ta. Các con đều tới rồi à? Chúng thần kiến thiên hậu nương nương. Bình thân tạ ơn thiên hậu nương nương. Cô nhớ các con nhiều lắm. Đẩy các con ra khỏi Kim Thành là muốn rèn luyện chút tài cán của chúng con. Chúng con không hận cô chứ? Thiên hậu nương nương khổ tâm vất vả bồi dưỡng chúng thần, chúng thần cảm ơn con không hết nữa là. Đúng, trải qua nhiều gian khổ mới có được thành công. Chúng thần đã thấu đó. Như vậy đi, ta giao các con chút việc để làm, coi như có kế sinh nhai. Tạ ơn thiên hậu nương nương. Vậy ta nên giao chuyện gì cho các con làm đi? Khoan đã,
Quan Di. Tham kiến thái tử điện hạ. Xin hỏi các vị có công đức tài đức gì? Nếu có công đức tài đức gì cũng phải do lại bộ khảo chứng. Các người võ có thể dẫn binh đánh trận, văn có thể trị quốc an dân không? Không cần khảo cái khác, chỉ cần khảo 12 điều thiên hậu đã nói trong đó. Điều thứ nhất là gì cô biết không? Trả lời đi. Trước đây thiên hậu đuổi các ngươi ra khỏi Trường An đã được tiếng vang là không tư lợi cho bên ngoại. Bây giờ lại triệu hồi các ngươi về là lòng từ bi của thiên hậu à? Dạ. Thái tử điện hạ nghĩ vậy rất đúng. Ha, mẫu hậu à, nhi thần cho rằng. Được rồi, thái tử điện hạ nói rất có lý. Như vậy đi, ta sẽ căn dặn lại bộ, sẽ kêu họ cho ba đứa cháu của ta được sát hạch nghiêm, dùng người theo sức, không được yêu ghét do tâm. Thái tử điện hạ đã hài lòng chưa? Mẫu hậu lại đùa rồi. Không phải nhi thần có hài lòng hay không, mà tất cả điều này đều phải tuân theo luật pháp mà làm. Các con hãy lui ra trước đi. Dạ, thiên hậu nương nương. Thái tử điện hạ, chúng thần cáo lui. Hoàng Nhi, con tìm ta có chuyện gì không? Phụ hoàng long thể bất an, mẫu hậu lệnh cho nhi thần tới Lạc Dương giám sát, nhưng sau khi nhi thần tới nơi lại không có chuyện gì làm cả. Nhi thần xin mẫu hậu hạ chỉ. Được rồi, xem ra Hoàng Nhi sốt ruột, có phải không? À, không, không phải nhi thần sốt ruột, chỉ là nhi thần lo cho mẫu hậu quá vất vả thôi. À phải rồi, lúc nãy phụ hoàng căn dặn nhi thần bắt nhi thần san sẻ nỗi lo với mẫu hậu đó. Hoàng Nhi, con sốt ruột làm gì? Phụ hoàng con muốn sớm truyền ngôi cho con. Mẫu hậu đang suy nghĩ khi nào truyền ngôi cho con là thích hợp nhất. Mẫu hậu, nghe nhi thần nói đi. Nhi thần không muốn để mẫu hậu buồn, nhưng mà phụ hoàng dù sao cũng là chủ của một nước, nhi thần phải nghe theo sự sắp xếp của người. Con đúng là đứa con ngoan của phụ hoàng. Vậy mẫu hậu à, thần nhi xin phép cáo từ. Hoàng Nhi, con cảm thấy mẫu hậu giận con hay sao? Mẫu hậu khoan hồng nhân hậu, làm sao giận con được? Mẫu hậu rất vui. Mẫu hậu đã thấy khí khái hoàng đế của Hoàng Nhi rồi. Phải rồi, buổi tối còn bị ho không? Mẫu hậu à, vẫn còn một chút. Mẫu hậu kêu thái tử phi chăm sóc Hoàng Nhi cho tốt. Tạ ơn mẫu hậu. Được rồi, vậy con về trước đi. Nhi thần tuân mệnh. Đức quan. Có nô tài. Ông có thấy được gì không? Thái tử điện hạ hình như bức vua thoái vị. Người nói đi, ta phải làm thế nào đi? Nương nương, nô tài không dám nói. Đúng. Chuyện này sao lại hỏi ngươi được chứ? Bây giờ trên triều, ngay cả một người lên tiếng nói giùm ta cũng không có. Đúng vậy, Lý đại nhân không còn, Hứa đại nhân bỏ đi, không còn ai nữa. Thực sự, ta cũng rất muốn để thái tử lập kế gì. Chỉ có điều ta lo nếu làm vậy, sợ là sẽ giết chết nó. Sao nương nương lại nói như vậy? Với sức khỏe bây giờ của thái tử điện hạ, không thể quá vất vả. Nhưng với tính khí và tính cách của thái tử bây giờ, một khi kế gì, nhất định nó sẽ làm hết sức mình. Như vậy, nó không mệt ngất xỉu thì cũng đổ bệnh. Cho nên, nếu để cho thái tử kế vị sớm, thực ra chính là giết chết nó. Giết chết thái tử? Thiên hoàng thương thái tử, nhưng người không biết rằng như vậy nghĩa là đã đưa thái tử vô con đường cùng. Nương nương à, như vậy người phải ngăn cản chuyện này. Làm sao ta ngăn cản được bây giờ? Hoàng thượng và thái tử lo lắng nhất là chuyện ta muốn chiếm giang sơn lý đường của họ. Nếu như ta không để thái tử kế vị,
có nghĩa là đã kéo thái tử từ trên đỉnh núi lửa ném thẳng xuống vực sông băng. Dạ, như vậy thái tử điện hạ sẽ rất hận nương nương. Tình cảm của thái tử quá mong manh nhạy cảm, từ nhỏ đa sầu đa bệnh, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ mất đi đứa con trai này. Ta đã bị mất một công chúa rồi. Đức quan, người không biết được, người không hiểu được tâm lòng của người mẹ này đâu. Nương nương à, người đã cho đi quá nhiều rồi. Bây giờ hoàng gia thực sự không biết là quả hay là phúc. À, phải rồi, như vậy người làm sao trả lời tấu sớ của hách đại nhân đây? À, nương nương, chuyện này phải quyết đoán kịp thời, nếu trễ phải thay đổi ngay. Ta lại có một cách, chỉ có điều là không biết có làm được hay không thôi. Chuyện tới nước này, ta cũng chỉ có thể làm thử. Thái tử điện hạ, thần chờ thỉnh sớ tấu kế vị của thái tử ở chỗ thiên hậu nương nương, chắc hẳn không nên kéo dài quá lâu. Vào buổi chầu sáng ngày mai sẽ có kết quả. Trên có ý chỉ của thiên hoàng, dưới có sự ủng hộ của hách thể tướng và chư vị đại thần. Ta nghĩ thiên hậu nương nương chắc chắn sẽ biết, bà ta không thể một tay che trời. Có điều, nhìn từ việc bà ấy trọng dụng ba huynh đệ nhà họ Võ, ta nghĩ thiên hậu nương nương vẫn không muốn chủ động buông tay. Ba huynh đệ họ Võ thì không có gì để lo. Ý của thần là mấu chốt phải ép thiên hậu nương nương ra quyết định. Con người và thủ đoạn của mẫu hậu, ta đây hiểu rõ nhất. Nếu thật sự ép gấp bãi, ta nghĩ là ông và ta đều sẽ gặp đại họa sát thân. Điện hạ, nghe nói như vậy, thần cũng không thể quyết định được. Lỡ như nương nương nổi giận, thần lại là một thượng quan nghi nữa. À, không. Hách đại nhân không cần lo lắng. Trước đây khác, bây giờ khác. Lần này chúng ta trên dưới đồng lòng, trong ngoài hợp nhất. Chỉ cần dồn sức về một chỗ, ta tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ thành công. À, thần nghe theo lời của thái tử điện hạ. Có điều, chỉ mềm mỏng thì không được. Ta nghĩ hay là sáng sớm ngày mai chúng ta tiên lễ hậu binh. Tiên lễ hậu binh thế nào? Ta sẽ yêu cầu phụ hoàng tạm không thoái vị, để cho ta trị nước, giúp đỡ phụ hoàng. Sau đó triệu tập những tể tướng ở Trường An tới Lạc Dương để phụ giúp chúng ta. Thái tử điện hạ cầu mình, cái sách này dùng lùi để tiến. Thiên hậu nương nương có không đồng ý thiên hoàng thoái vị, bà ta cũng không thể đồng ý thái tử tới Lạc Dương trị nước. Có điều quan trọng nhất là nếu như vậy, thiên hậu nương nương sẽ không thể tới triều chính nắm quyền được. Nếu bà không đồng ý thì sao đây? Vậy phụ hoàng phải thoái vị để cho ta kế vị. Ngay tại đó ta sẽ yêu cầu thiên hậu nương nương và phụ hoàng hãy cùng rút lui, tất cả cùng rút lui. Được, được đó. Thái tử điện hạ quyết đoán như vậy, khí phách của đại đường chúng ta đã trở lại rồi hả? Trẫm kêu người tìm tấm lụa vàng sao vẫn chưa tìm ra vậy? Người vẫn đang rất khỏe, sao lại tìm tấm lụa vàng làm gì? Trẫm muốn giả bộ bị bệnh mới có thể truyền ngôi cho thái tử được chứ. Thiên hoàng, người không làm thiên hoàng nữa hả? Trẫm không làm thiên hoàng nữa. Nè, sau khi trẫm không làm thiên hoàng nữa, trẫm sẽ dẫn các người đi chơi khắp nơi được không? Thật không thiên hoàng? Đương nhiên thật rồi. Thiên hoàng, tấm lụa này có được không? Được, được, được. Mau cột lên cho trẫm đi. Lỏng một chút. Dạ. Thiên hoàng, hay là thiên hậu nương nương nói đi. Tối hôm qua, ta và thiên hoàng đã bàn bạc xong, đồng ý bản dân sớ của hắc tể tướng và 18 vị đại thần. Thiên hoàng vì long thể bất an thoái vị, do thái tử Lý Hoằng kế vị. Thiên hoàng vạn quế, thiên hậu vạn quế, thái tử điện hạ thiên thiên quế. Thái tử hoàng cần mẫn hiếu học, kiên cường chính trực, hiền lành nhân hậu, yêu dân, chí hướng cao xa, rất có khí thái của thiên hoàng tôn hoàng đế.
Tân hoàng vạn quế. Lễ bộ đại thần. Có thần. Thiên hoàng ra lệnh lễ bộ chọn ngày tốt, cử hành đại lễ tân hoàng lên ngôi. Thần tuân chỉ. Xong rồi quan viên mau nhậm chức để nhận lời chúc phúc của bá quan. Nào, thái tử điện hạ. Hoàng nhi, con lên đây. Hoàng huynh, lên mau đi. Nè, qua đây. Không, phụ hoàng chỉ bệnh nhẹ một chút mà thôi, không cần phải thoái vị. Hả? Nhi thần chỉ muốn giúp phụ hoàng trị nước mà thôi, sau đó triệu tập những tể tướng đóng giữ ở Trường An cùng tới Lạc Dương cùng nhau phụ chính. Hoàng nhi, xem ra con đã suy nghĩ kỹ càng rồi à. Nhi thần chỉ vì muốn nghĩ cho phụ hoàng và cả mẫu hậu nữa. Bên phía Trường An đừng đụng vào sẽ tốt hơn, cần gì phải khởi binh khuấy động như vậy chứ. Vậy mẫu hậu không đồng ý với ý kiến của nhi thần à? Thiên hoàng, hay là người nói với thái tử điện hạ đi. Thái tử điện hạ, con phải tuân theo ý chỉ của phụ hoàng. Phụ hoàng đã mệt, không lo nổi triều chính. Nếu như con thương yêu phụ hoàng thì con hãy kế vị đi. Dạ phụ hoàng, nhưng mà nhi thần còn có một thỉnh cầu. Cứ nói. Nếu nhi thần kế vị, xin thiên hậu nương nương về hậu cung, không thể tham gia chính sự. Chuyện này chuyện sao mà được chứ? Sao được chứ? Tất cả chính sự sẽ do nhi thần và các đại thần xử lý, người nào sẽ lo chuyện đó? Hoàng huynh, huynh đã nói gì vậy? Đây là quy định của trưởng tôn hoàng hậu lúc còn tại thế, hậu cung không được tham gia chính sự. Điều này trẫm không đồng ý. Thái tử còn rất trẻ, nên có thiên hậu phụ giúp chính sự cho thái tử. Thái tử thu lại lời tấu đi. Thiên hoàng, thái tử lo ngoài, thiên hậu lo trong, đó là đạo trời tích xưa. Có Ngụy Văn tuy có non nớt, không cho hoàng hậu lâm triều, nên chặn được mầm mống bạo loạn. Thiên hoàng đã đem cơ đồ của cao tổ Thái Tông truyền lại cho con cháu, thì không cần phó thác cho thiên hậu. Hát đại nhân nói rất đúng, đúng. Chúng thần tấu xin thiên hậu nương nương nuôi xuống hậu cung. Thái tử điện hạ chọn ngày lên ngôi. Được thôi, nếu các đại thần đều có ý kiến như vậy, vậy bổn hậu chỉ có một từ: chuẩn. Thiên hậu anh minh, thiên hậu nương nương vạn quế. Hoàng nhi của ta một mình có thể lo triều chính, làm mẫu hậu đương nhiên ta cảm thấy rất là vui. Thái tử đã lớn khôn, đã trưởng thành, sự gian lao vất vả là mười mấy năm của ta chẳng phải là muốn có được ngày hôm nay hay sao? Cứ làm như vậy đi, Ái Khanh. Có thần. Có hôm nay do tể tướng Khanh làm chủ trì, tại cung Hợp Bích cử hành bữa tiệc mừng cho thái tử điện hạ, tân hoàng đế tương lai. Tuân chỉ. Đúng vậy, các chị Ái Khanh. Điều mà thành Lạc Dương bây giờ đang cần là các tường và quan lạc. Thiên hoàng vạn quế, thiên hậu vạn quế. Ta và thiên hoàng sẽ không đi. Các quân thần cứ thoải mái vui vẻ. Mong xã tắc đại đường quy hoàng vạn tuế. Xã tắc đại đường quy hoàng vạn quế.